Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo. Dạ chương trình ạ. Vâng, tôi câu nghe đây. Hỏi của em là em có cô con gái năm nay là cháu 38 tuổi rồi. Vâng thế ạ. Mà chồng cháu thì 43. Dạ. Thế mà nó được một trai một gái, ngày xưa là lấy nhau là cũng không có tình yêu. Vâng thế ạ. Mà bây giờ vợ chồng nó cứ trục trặc lắm, nên là em muốn nhờ chương trình tư vấn cho giúp em, là cũng không muốn cho chúng nó bỏ nhau. Dạ. Thế thằng chồng nó thì ngoan lắm. Vâng. Thì nó cứ bảo là nó không có tình cảm gì với chồng, vợ chồng nó ly thân nhau mấy năm nay rồi. Vâng, À, rất nó là vẫn chia cứ... sẻ với tâm trạng của chị ạ. Chị là Dạ. một bà mẹ rất là quan tâm tới hạnh phúc của con cái của mình. À. Anh Liên Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp chuyện với chị. Xin mời ạ. Rồi, Vâng. xin chào chị. Vâng, em chào anh Minh Đoàn ạ. À, vâng. Ừ. Bà nhiều tuổi chưa, nghe như là mấy U50 ấy nhỉ? Em cũng là 60 rồi. Thế à? Thế đây là bà nội và ngoại của các cháu đấy. Em là bà ngoại. 2 năm nay là ở ly thân, tức là làm sao? Cô bỏ nhà, cô đi ở chỗ khác hay là nó không cho ngủ chung? Anh ấy không ngủ chung mà đến tính giờ là phải là 4 năm rồi. 4 năm rồi, Một ba mẹ năm con đầu ở với tiên, nhau, ông một kia... năm đầu tiên là chúng nó vẫn ở chung thì là nó ly thân, dỗi hờn nhau. Ừ. Thì vợ cũng là người biết nhiều lắm, nhưng vì là nó chỉ có thiếu thốn tình cảm mà chồng không kiểu là không ngon ngọt, không có những cái điều tình cảm nó muốn là chồng đi ra ngoài, đi nước ngoài mấy năm để thay đổi tình cảm để về vợ chồng hàn gắn. Thế nhưng mà chồng thì không muốn đi. Thế là cuối cùng là nó dỗi nhau một năm, thế là chồng nó lại đồng ý cho vợ đi. Thế là vợ đi 3 năm, thế bây giờ cháu nó về rồi mà nó vẫn dỗi hờn nhau nửa năm nay. Mà xem chừng bây giờ nó lại càng gay gắt hơn. Thế mà trong những bữa ăn thì không ai nói với ai, mà có khi chồng ăn trước vợ ăn sau, còn ngủ thì cứ vợ thì tầng trên, chồng tầng dưới. Thế mà không nói với chồng, mà chồng thì... nó không khéo ăn cho nói thôi, nhưng nó tốt tính lắm. Trong khi 3 năm mà nó đi vắng ấy, nó ở nhà nó chăm con nó rất là chu đáo, mà nó quý gia đình nhà vợ. Mà em rất thương nó. Rồi. Thế mà nghĩ lại thương con gái mình cứ đứt ruột ra vì nó không có tình cảm, nó cứ héo rổ dầu ấy. Con gái mình cũng héo dầu đúng không? Vâng, mà nó cũng không dám tơ tít, cũng không dám là... Không có bạn trai bạn ghét gì đâu đúng không? Vâng. Chứ lại nghĩ cứ xót xa cho hai con mà không biết làm nào anh ạ. Thật ra thì những cái thứ mà kể cả mình là mẹ vợ hay là mẹ chồng mình biết thì mình cũng chỉ biết được bề ngoài. Còn nội tình của đôi vợ chồng đấy thâm sâu như thế nào không ai biết được. Ai ở ngoài cũng bảo trời ơi trông vợ chồng nó xứng đôi vừa lứa, vợ đẹp, chồng thì hiền, vợ thì sắc sảo rồi ngoan, hai đứa con đẹp như tranh vẽ vân vân. Nhưng mà rồi hóa ra người ta bảo nằm trong chăn mới biết chăn có giận. Chẳng hạn có những trường hợp ông chồng thì đần quá đến nỗi mà cả tháng chả ngủ với vợ một lần. Có ngủ thì cũng chả ra làm sao, ạt à giặt dẹo cũng chán. Ta thì bảo là vụng chèo khéo trống, mồm miệng đỡ tay chân. Đã không làm ăn ra hồn rồi thì cũng phải biết nịnh vợ rồi. Cưng ơi, rồi bà xã ơi, rồi vợ ơi, nọ kia một tí. Đi đây đi đó về, có tí quà đấy, kiếp thứ bảy chủ nhật thì chở mấy vợ con đi chơi đây đó. Nhưng mà thôi cứ lầm lũi làm. Người đàn ông chỉ biết quét sân với lau nhà, người khác nhìn sẽ thấy sướng lắm. Trời ơi đấy, nó giỏi thế đấy, nó lau nhà, quét sân, vợ chả phải làm. Đấy, nhưng mà người phụ nữ không cần một người đàn ông chỉ biết quét nhà với đệ lau nhà. Muốn rằng là xốc vác một chút, lao ra đời một chút, đấy trông chồng người ta mà thèm. Nhiều người cứ nói rằng là kể cả con sẵn sàng con làm tất cả việc nhà, miễn là anh ra ngoài đường anh ấy phải biết năng động một chút, rồi là vì bạn ấy sẽ so sánh với những người đàn ông khác. Thời buổi này biết làm biết ăn biết rồi giờ thôi không mở được công ty công teo thì cũng làm ở chỗ nọ chỗ kia, chứ còn chỉ có chăm con với lại quét nhà tốt lắm với lại biết đi chợ mà, thế đó phụ nữ cũng làm được. Mình thì động lòng, mình thì thấy quý cái đó, nhưng mà có thể con thì mình không quý cái đó mà nó cần một cái khác. Bây giờ chỉ thế này này, mình là mẹ tất nhiên không mẹ nào lại muốn rằng các con nó đổ vỡ hôn nhân rồi các cháu sẽ bơ vơ, mỗi cháu đi một hướng. Mẹ có thể chỉ giúp thế này thôi, đánh lẻ từng đứa một, gọi riêng con rể. Mẹ nói thật, mẹ rất là quý con, mẹ thương lắm, mẹ không muốn cái cuộc hôn nhân này vỡ. Mẹ nói cho mẹ xem thật sự thì nó làm sao, biết đâu cậu sẽ khai thật. Thật ra thì con nhà con thì thế nọ thế kia, tính con thì có cái tính thế kia thế nọ. Anh ơi, em có gọi cháu em tâm sự rồi thì nó vẫn bảo là con xin lỗi rồi, con sai là con sai từ trước. Sai con cái gì? Sai vì cái lỗi là ví dụ như chồng đi làm, cháu thì đi thợ xây thôi.
Thế đi làm thì ví dụ như được những công trình hay Tết, biết cái này được bao nhiêu tiền thì không đưa cho vợ, vợ có hỏi thì lại không nói, mà lại cứ giấu giếm không thực bụng. Thì là nó nói là sai từ đấy, thì đúng là cái thằng con rể em nó sai ở cái chỗ đấy. Có mỗi cái việc ấy thôi gì. Nó làm kiếm ra tiền được, nó làm việc ngoài cũng được, nhưng có cái nó không khéo nói thôi. Việc nhà, việc ngoài là nó làm giỏi. Nhà mẹ vợ có công có việc gì, đám xã này là nó lao vào, nó làm tốt. Rồi. Thế nhưng mỗi mỗi cái là nó không tin tưởng vợ, thế là vợ chồng không, thì đấy, không có tiếng nói chung. Chỉ không tin tưởng, cái ấy là cái mà đối với cái người trong cuộc, nhất là với cô con gái nhà mình mà có cá tính một chút. Như vậy là kiếm được đồng tiền lại còn ti toe giữ riêng, là cứ làm như là đây là cầm tiền để mà tiêu đấy, riêng đấy, hay đem về cho nhà ngoại không bằng. Chắc lại giữ riêng làm của quỹ đen rồi chắc lại để cho gái, ví dụ như thế. Đấy, tôi chỉ muốn cái hướng thế này này, chị thật sự là bắt cậu con rể khai hết các thứ ra. Nói là khai nhưng mà thật ra là chia sẻ thật sự sâu. Mẹ rất muốn giúp con để mẹ làm cầu nối. Thế còn thì với con gái nhà mình ấy, thì ta thấy rằng nó cũng chịu khó làm ăn này, không cờ bạc rượu chè, không trai gái hút hít gì này. Ừ thì đành rằng ngày xưa chúng mày lấy nhau thì cũng không có tình yêu, nhưng mà tao với bố ngày mày ngày xưa cũng có yêu đương gì đâu. Thế mà lấy rồi cũng đẻ ra chúng mày, thì bây giờ thấy chúng mày cũng sống được với nhau đến chục năm rồi, cũng hai đứa con rồi. Thế bây giờ còn làm sao? Định là muốn rằng là tao nàng sẽ né, có cố gắng được không? Thế cái gì con không hài lòng con cứ nói với chồng con đi, để cho nó biết đường mà nó điều chỉnh. Sợ nhất là bởi vì nó nguội lạnh trong lòng rồi, mà đã ghét rồi mà thì kể cả có làm tốt nữa vẫn cứ ghét. Đấy cái kiểu như thế, nó không còn tình cảm nữa mà. Thì cái người kia càng vẻ ra vẻ chăm chút, càng ra vẻ là chứng minh rằng mình tốt, cố gắng là giặt cả quần áo cho vợ, trong bụng lại càng ngứa mắt. Đấy, ra người khác thì sẽ rất là động lòng, rất là cảm động với cái việc đó. Đặc biệt là cô con gái nhà mình, nhà chị lại còn 3 năm đi lao động ở nước ngoài. Tầm nhìn của cô cũng sẽ khác. Cô sẽ tiếp xúc với những người đàn ông cũng đi, cũng là xuất khẩu lao động thôi. Nhưng mà trời ơi, ăn được, nói được rồi, ăn to, nói lớn, mạnh bạo rồi. Thậm chí là người ta biết tính toán là mỗi tháng là tương đương với bao nhiêu đô, rồi một năm mấy nghìn đô gửi về cho nhà như thế nào, còn lại mua hàng, vân vân. Tức là nhìn thấy chồng người ta mà thèm. Nhưng chồng mình ở nhà lại chấp nhận là đẩy vợ đi xuất khẩu, xong ở nhà trông mấy đứa con, thì rõ ràng là khía nào đó trong con mắt của con gái nhà mình thì ông chồng cũng không được xinh đẹp lắm. Thôi bà ngoại cố gắng hết sức thôi, cứ đâm mà bị thóc xong để chọc xuống bên thì bị gạo một cái, để xem rồi các bạn ấy có gần lại với nhau được tí nào không. Thế còn nếu như các bạn ấy vẫn cứ quyết tâm mà nó cứ ngủ mình thì mình cũng chẳng cản được đâu mà. Con gái nhà mình nó là dân 8X thời đại mới rồi, nó sẽ không sống như mình ngày xưa. Thôi con ơi, nhìn trước nhìn sau chứ hay ho gì cái thứ bỏ chồng ngày xưa đấy. Các cụ sẽ dạy nhau ấy, lấy nhau hai mặt con rồi, bây giờ tan đàn sẻ nghé, đứa đi với bố thì không có mẹ, đứa đi có mẹ thì không có bố. Những cái câu ấy với những cái bạn gái hiện đại bây giờ các bạn ấy không quan tâm. Con quan tâm là con sống có hạnh phúc hay không, còn ai nghĩ nào kệ, con không ở được với nhau thì chia tay. Nó cứ than vãn, nó bảo là nó không có hạnh phúc mà. Ê, bây giờ nó tâm sự hết với các con, nó hai đứa con nó chuẩn bị sẵn tinh thần cho các con rằng là mẹ với bố sẽ có lúc sẽ không ở với nhau nữa. Các đấy, con đấy, sẽ đứa nào theo mẹ thì theo, đứa ở với bố, nhưng bố mẹ vẫn yêu các con, đúng không? Cái nên nhất là nếu giúp được đến đâu chừng mực thôi, mình không quyết định được, quyết định chính là người trong cuộc. Và mình phải luôn luôn phải nhớ rằng các con nó sống bằng đời của các con, và nó quyết định như thế nào là vì hạnh phúc của nó, chứ không phải là để đẹp cho bố mẹ, đúng không? Nó có thể nó nghe mình, nó duy trì được cái gia đình, nó không ly hôn, mình cũng vui, mình không ngại với dân làng. Thế nhưng mà nó sống với nhau đấy, trong cùng một nhà, nhưng mà hai năm nay không thèm đụng đến người nhau, khác gì hàng người dưng nước lã. Và con nhà mình cũng mới có 30 mấy, sống làm sao mãi đến tận giờ cho sống thọ 100, còn gần 70 năm nữa cơ mà, đúng không? Anh ơi, bây giờ em cứ thương cháu mà. Bây giờ mà nó lại tự lập lại ngay từ đầu thì vất vả lắm. Bây giờ nó cháu cũng có nhà cao cửa rộng rồi, nhưng còn cái lớn nào như thế rồi, nếu mà bây giờ nó có quyết định, là nó quyết định là nó tạo được một miếng đất, thì nó bảo là bây giờ cứ cho cháu đi, cho con đi 3 năm, thì là mẹ con làm riêng ra dưới này, thì là con ở riêng. Thì em thương nó lắm, em chỉ thương nó là bây giờ lại tự lập từ hai bàn tay trắng lên thì khổ thân. Mình thì đúng là như thế, nhưng mà cô ấy đánh đổi chấp nhận vất vả để được có cuộc sống tự do đấy. Còn thật sự ra đã lấy nhau ai cũng mong muốn rằng là đến với nhau đến lúc đầu bạc răng long, nhưng mà nếu nửa chừng mà nó không thể đi tiếp được nữa, nó chán lắm rồi,
cố gắng rồi đấy, đã bỏ 3 năm đi nước ngoài rồi, tưởng rằng về nó hâm nóng lại tình cảm, nhưng mà càng xa lại càng thấy nguội. Thế thì thôi, tôn trọng cái quyết định của các bạn ấy nhé. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị là cầu nối để giúp cho con gái và con rể của mình giải quyết tốt chuyện tình cảm của mình ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn anh Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Giang. Alo, em nghe. Vâng, tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Cho em gặp bác sĩ để em hỏi về chuyện dương vật của em, nó tỉnh thẳng, nó một vài cái mụn, nó cứ bằng cái đầu tăm bé mà nó lại cứng cứng, mà nó trắng mà nó mọc ở dương vật ấy. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải, xin mời bác sĩ. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Chị cũng nghe câu chuyện của em với chị Ngọc rồi. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em năm nay 40 ạ. Em có gia đình chưa? Dạ, em có rồi. Thế những cái hạt đấy nó chìm ở dưới da hay là nó nổi hẳn lên trên mặt da, bề mặt da ấy? Nó nổi hẳn lên mà em, tức là nếu như bình thường ánh sáng không đủ thì không nhìn thấy nó, mà nếu ra ngoài rồi sáng thì nhìn rõ. Như đầu tăm thôi mà nó bóp nó cứ cứng cứng mà. Một lần còn hồi lần cuối năm ngoái nó có một hột thì nó nổi lên, em nặn ra thì nó kiểu như là nó có cái nhân ấy hả? trắng đúng rồi, nhân trắng như trứng cá. Nó như trứng cá đúng không? Nhiều không em? Bây giờ đang tầm độ 6-7 cái. Thế hả? Không đau gì hết đúng không? Vâng, nó không đau nhưng mà thỉnh thoảng thấy nó cảm giác lúc nào nó cũng có lúc nó hơi rát rát. Nó ở trên bề mặt da của dương vật ấy hả? Vâng ạ. Nó xuất hiện từ bao giờ? Em chuẩn nhưng mà nó phát hiện là em phát hiện từ cuối năm rồi. Em chỉ quan hệ với vợ thôi đúng không? Tức là cũng có một lần như từ hồi tháng 8 năm ngoái là em cũng quan hệ một lần ở bên ngoài. Quan hệ với ai vậy? Bạn rồi. Thế hả? Mình biết rõ bạn ấy đúng không? Chứ không phải là đối tượng nguy cơ gì đúng không? Cái đấy em cũng không khẳng định được bởi vì là cũng kiểu quen lâu rồi. Thế hả? Sau đấy về thì mình cũng không có biểu hiện gì bất thường đúng không? Có bị sưng bao giờ không? Đái buốt, đái sắt hay là đái mủ gì không? Không ạ. Mình quan hệ tình dục với vợ vẫn bình thường đúng không? Vâng ạ. Chị thì chị cũng hy vọng nó có thể nó như là một cái viêm nang lông mà giống như trứng cá ấy. Vâng. Ví dụ như ở vỉa đấy nó cũng là da mà, cho nên là nó cũng có những cái nang lông nhưng mà nó rất là nhỏ, nó không nhiều như là ở da ở vùng khác ở trên cơ thể, ví dụ da tay hay là vùng lưng hay là vùng ngực gì đấy. Thì chị hy vọng nó cũng chỉ là cái viêm da thôi và các cái chất cặn bã hoặc là các cái chất tiết nó đọng lại, nó tạo thành nhân cục giống như là cái nhân trứng cá của mình. Bây giờ thì thế này, thực ra cái tốc độ phát triển của nó cũng không phải là nhiều lắm đúng không? Và đặc biệt là nó không có các cái triệu chứng lâm sàng gì bất thường. Nếu như nó ở chỉ trên da, nếu em có thể nặn được da không? Nặn được ạ. Cái nặn của mình không phải là như nặn da ở vùng mặt đâu hay là da ở vùng khác đâu. Rất là nhẹ nhàng. Mình có thể tìm một kim y tế, tức là một cái xe lanh ý. Để mình lấy cái kim tiêm ý. Nhá. Cái kim tiêm đấy thật là sạch tay mình, tất nhiên là mình phải làm sạch tay mình đi. Xong mình nhẹ nhàng mình thử giải phóng cái nhân đấy ra. Vâng. Sau đó thì cẩn thận thì em bôi một ít cồn iốt vào. Vâng. Để cho nó sạch. Bởi vì rất may là nó chỉ ở phần da ở phía bên ngoài thôi ạ. Với cái thứ hai nữa là phải hết sức chú ý tránh không để ứ động dịch. Ví dụ không để ứ mồ hôi. Rồi là cái vệ sinh mình phải rất là cẩn thận. Thường vệ sinh trước khi quan hệ tình dục, vệ sinh sau khi quan hệ tình dục là mình cũng phải lưu ý. Sử dụng trang phục rộng rãi, thoáng mát, thấm mồ hôi nhá. Đặc biệt là trong những cái ngày em ở ngoài Bắc này, thời tiết nó rất là nồm, ẩm ướt, nó cũng có thể là cái môi trường thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn hoặc là ký sinh trùng hoặc là những cái ứ động, các cái chất tiết nó cũng có thể gây ra cái hiện tượng viêm da như vậy. Da của mình như thế chứng tỏ vùng đấy nó cũng khá là nhạy cảm, cố gắng để cho nó thật là thông thoáng nhá. Hy vọng nó sẽ hết thôi. Còn trong trường hợp mà nó không hết, nó mọc nhiều hơn hoặc nó có thể gây ngứa hoặc là đau chẳng hạn thì em có thể đến chuyên khoa da liễu để bác sĩ người ta sẽ kiểm tra trực tiếp cho em và chẩn đoán được xem nó là viêm da dạng gì thì lúc đó sẽ xử lý cho em được tốt nhé. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Dạ, vâng ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ.
Thưa chị, em có cái chuyện về gia đình ấy. Vâng. Muốn nhờ chị tư vấn ấy. Năm nay là cũng 33 tuổi. Em lấy chồng là cũng là lấy chồng lần thứ hai. Vâng. Thì chồng của em thì cũng năm nay cũng 38 tuổi rồi. Thì chồng của em cũng là lấy lần hai và cũng đã có một đứa con gái. Thế thì con gái thì ở với mẹ. Thế nhưng mà cái đợt bọn em đến với nhau thì cũng quá nhanh. Tức là khi gặp nhau thì nói chuyện cũng chân thật và tình cảm thì chúng em đến với nhau. Vâng. Thế nhưng mà cũng chưa tìm hiểu được về gia đình và mọi thứ của gia đình anh ấy. Thì em thì cũng lúc đấy là cũng thấy anh ấy cũng thương thương mà mình cũng là về vấn đề tình cảm mình để đúng tình cảm quá nên là thành ra mình quyết định mọi thứ hơi vội vã. Vâng. Đến sau khi mà chấp nhận anh ấy rồi thì mới biết là anh ấy mới chỉ ly hôn vợ tầm 1-2 tháng thôi và cái chuyện nhà cửa và tất cả mọi thứ với vợ cũ cũng chưa giải quyết xong. Chưa giải quyết. Vâng. Nhà cửa của anh này cũng như là anh này không có quyền gì, tức là không giải quyết bởi vì đất mua ngày xưa tức là đất không sổ. Vâng. Bây giờ anh này cũng không làm gì được. Cái ngày đấy thì em đến với nhau thì chân thật thì em cũng kể là em thì cũng có mua một mảnh đất. Thì em cũng muốn là em sinh sống ở ngoài Quảng Ninh này thì em cũng muốn lập nghiệp ngoài này. Vâng. Thế nhưng mà đến khi mà đã chấp nhận nhau rồi thì cái sự việc của nhà anh ấy thì nó quá phức tạp. Xong là lúc nào em cũng cảm thấy là giống như là không biết là anh ấy thật lòng với em không hay là anh ấy đang cứ giữ riêng cho mình một cái vâng. một cái gì đó bí mật. Vâng, tôi xin lỗi cắt ngang một chút là chị và anh này đã kết hôn chính thức chưa ạ? Chúng làm đăng ký kết hôn bởi vì cái lúc mà anh ấy bảo là đi đăng ký kết hôn ấy thì lúc đấy em cứ hỏi anh ấy là anh ấy ly hôn vợ được bao nhiêu rồi thì anh bảo cũng được lâu lâu rồi nhưng thực ra em nhìn vào cái giấy ly hôn thì mới ly hôn được có 2 tháng thôi ấy. Tuy nhiên bây giờ vấn đề lăn tăn của chị không phải là tình cảm giữa hai người mà là vấn đề tài sản đúng không ạ? Vấn đề tài sản là cái mà em cảm thấy là giống như là anh ấy không biết là vấn đề là anh ấy vẫn còn giữ riêng cho mình một cái gì đó. Tức là em không thấy anh ấy có một cái gì đó giống như là muốn giải quyết chuyện kia với vợ cũ một cách đàng hoàng. Hiện nay thì chị cảm thấy là không yên tâm. Chị cảm giác là cái anh chồng mới kết hôn này không dứt điểm với vợ cũ để có thể đến với mình một cách nó đàng hoàng và một cách nó dứt khoát đúng không ạ? Đúng rồi. Xin rất là chia sẻ về tâm trạng của chị. Anh Đinh Đoàn là chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi đã lắng nghe câu chuyện của chị và sẽ tiếp chuyện. Xin mời ạ. Rồi, xin chào em. Dạ, vâng ạ. Việc đầu tiên thì cũng cứ phải nói thế này. Dạ, về mặt pháp luật là chồng rồi. Anh ấy bây giờ có làm sao, có nợ, có nần hay có gì chẳng nữa là vợ chồng chung lưng đấu cân mà trả nợ đấy. Hai vợ chồng mà nếu kiếm được cái gì, anh có cái gì thì cũng là của mình. Đấy, vân vân. Chứ không phải là một người đang giai đoạn tìm hiểu mà phải lăn tăn đắn đo xem nó có tiến lên hay dừng lại hay lùi bước đâu. Anh ấy bỏ vợ 2 tháng đã tìm hiểu rồi đã lại kết hôn với mình rồi đấy. Mình chỉ thấy là hơi chạnh lòng là anh ấy vẫn còn nặng nợ ở phía kia đúng không? Mình cũng là người tập 2, mình cũng bước đi rồi, mình cũng có quá khứ. Nhưng mà mình thấy rằng anh ấy vừa mới chia tay xong, các thứ nó còn nóng hôi hổi ấy. Đấy, vợ chồng đến cái danh bạ cũ với những khách hàng cũ trước làm ăn buôn bán với nhau giờ vẫn cứ chia sẻ cho nhau. Vợ nuôi con nữa, cho nên cái chuyện thăm con thì cũng khó tránh khỏi. Thế rồi cũng lại đẩy khách hàng cho vợ để vợ làm ăn để nếu có tiền để lại nuôi con mình. Thế cho nên là người ta còn ràng buộc nhiều thứ lắm. Thật ra không quá khó khăn. Nhiều người phụ nữ còn là gái tân ấy, chưa hề có kết hôn đợt nào ấy, mà còn sẵn sàng kết hôn với người đàn ông lỡ dở. Người ta còn chấp nhận bởi vì tình yêu. Chắc chắn là mình là người đến sau, người ta lấy nhau 10 năm, có chung đứa con, kỷ niệm còn đầy ắp lên làm sao mà quên được. Người ta còn chung họ nội họ ngoại, chưa kể là ngày Tết anh còn về, vẫn đi Tết bố vợ cũ. Rồi là có công to việc lớn gì bên nhà ngoại anh cũng vẫn phải về, phải nói thế chứ. Tuy không phải là bố vợ nữa nhưng mà vẫn là gì? Ông ngoại, bà ngoại của con mình, trời ơi. Cho nên là những người mà kết hôn với những người đã có một đời vợ, một đời chồng thì điều ấy là phải xác định trước. Là quá khứ không tước mất được của người ta đâu, nó sẽ tồn tại mãi mãi. Đấy. Thế thì mình cũng lại là cái người cũng đã từng đổ vỡ hôn nhân. Cái đấy thiết tưởng là mình cũng phải thoáng thoáng một tí, mình cũng phải dễ dễ một chút. Nói thế chứ nhà mình bên nhà chồng mình đã quên hẳn được đâu đúng không? Bây giờ bên nhà bà mẹ chồng tới đây mà bà mẹ chồng bà có làm sao, có ốm đau thì nói thế mình tư cách là con dâu cũ, cũng về cháu nội của bà, mình cũng vẫn về thăm, thế làm sao mà cạn tàu giấu máng cắt đứt được. Chỉ có điều thế này, anh ấy làm gì có tài sản gì nhiều, có mỗi miếng đất thì lại đang là không có sổ đỏ đúng không? Vợ và con anh ấy ở, nó là đất mặt đường nhưng không có sổ.
Đấy, bây giờ lại còn đi làm sao để chạy được sổ rồi lại còn chia được đôi. Chắc là họ thống nhất với nhau là anh ấy nếu mà quyết tâm ly hôn ấy thì ra đi với hai bàn tay trắng, để lại toàn bộ tài sản nhà cửa để cho con, để cho cuộc sống nó không xáo trộn. Bây giờ mảnh đất thì đã chưa có sổ, xong bây giờ lại làm sao lại chia đôi. Bên kia thì tòa sẽ phân là người vợ nuôi con, anh này chắc chắn sẽ ra đi mà. Em có sẵn sàng chấp nhận lấy mà chấp nhận rồi còn gì nữa, có sẵn sàng ở với người chồng hai bàn tay trắng không? Anh ấy sẽ chả có gì nữa, bao nhiêu bên kia là để lại cho vợ cũ và con của anh ấy rồi. Cái ngày mới gặp thì anh ấy không nói thế, anh ấy nói là giống như là cái chuyện mọi chuyện nó rất bình thường. Rồi anh cũng sẽ có đất, anh cũng sẽ có nhà, anh cũng có một tí nọ tí kia đúng không? Bây giờ mới thấy lại hai bàn tay trắng. Vợ chồng anh đang giải quyết nốt cái nhà nữa là rất là xong. Bởi vì là anh ấy xác định là về quê, nhà cửa ở đây thì chia ra để anh ấy về quê, anh lập nghiệp. Thì ngày đấy em bảo là em cũng đã làm việc ở ngoài Quảng Ninh, em muốn lập nghiệp ở Quảng Ninh. Thì anh ấy cũng đồng ý. Thì cái ngày đấy thì chúng em khi biết nhau và đã tâm sự với nhau thì nó là như thế. Mà khi lấy thành vợ thành chồng rồi, anh ấy phải ngẫm lại thế này này. Mình có nhà, em cũng có cái đất và em cũng muốn là làm nhà sẽ được thôi. Em lại muốn định cư ở Quảng Ninh, nơi mà mình làm ăn nó quen rồi. Và anh ấy ủng hộ việc đó. Và cái việc mà bức bách là bây giờ không phải là hai đứa đứng đường, đúng không? Giá mà em cũng chẳng có gì, xong rồi anh ấy cũng không tranh giành gì được ở phía kia. Thành ra bây giờ hai đứa đang ở nhà thuê, ở một căn nhà 10m2, làm cả bếp lẫn nhà vệ sinh lẫn giường tủ đều ngủ ở trên 10m ấy, thì nó sẽ khác. Nhưng đây cũng có thể thôi nhá. Là cũng nhìn thấy ở phía em cũng có một cái gì đó nó cũng tầm tạm. Thôi thế cũng nương nhờ cửa vợ. Thế còn cái kia thì thôi, đã chót không giữ gìn được gia đình tổ ấm cho con thì hãy để lại cho con. Mà cơ bản giá trị tài sản nó không gì lớn, có mỗi cái mảnh đất thì lại còn chưa có sổ cho nên là cũng khó khăn. Bây giờ mình chỉ có thế này thôi này, em có nghĩ chả thay đổi được gì. Chẳng nhẽ lại cằn nhằn với anh ấy là anh về anh đòi cái nhà anh đi rồi đòi cái mảnh đất đi thì em mới yêu, còn nếu không thì chia tay à. Vừa mới đăng ký kết hôn được có mấy tháng mà. Mình cứ xác định như vậy là lấy một người đàn ông hai bàn tay trắng, tư cách đạo đức được không, người đẹp trai không, khỏe không? Nói chung là cũng bình thường. Nếu mà đối với em thì em nghĩ là trong khả năng em chịu đựng được và phù hợp thì em thấy bình thường. Thế nhưng mà có một cái vấn đề xảy ra. Bây giờ cái miếng đất mà em mua là trước khi quen anh ấy. Thế nếu mà bây giờ xây nhà trên mảnh đất đấy thì em sẽ... Tài sản mà đã có trước lúc kết hôn, em hoàn toàn có thể để nó làm tài sản riêng và mảnh đất đấy tên em. Để tránh trường hợp là có những cái ý lợi dụng. Bởi vì nói thế chứ mình cũng một mình, thân gái một mình, đã một đợt hôn nhân trước đã đổ gãy, mình phải gồng mình lên mình mới kiếm được một chút tiền chứ không phải là nhặt được đâu, đúng không? Bây giờ mua được mảnh đất ở Hạ Long cũng chẳng phải là dễ dàng gì, xong rồi lại vì một cuộc kết hôn thứ hai này nhấp nha nhấp nhổm, rồi lại sau này sống thì không hạnh phúc nhưng mà là cũng ngại không muốn ly hôn, bởi vì ly hôn tự nhiên cái nhà hay cái đất của mình lại bị cưa đôi chẳng hạn. Thế là rồi nó cứ trở đi mắc núi dở lại mắc sông. Ngay từ ban đầu em xác định mảnh đất đấy của mình. Vâng. Còn xác định là bây giờ hai đứa đến với nhau tay bo, hai bàn tay trắng. Ông kia ra đi với hai bàn tay trắng, mình cũng hai bàn tay trắng, còn mảnh đất kia là của mình. Hoặc là thậm chí em có cái tài khoản riêng thì cái số tiền chẳng hạn hiện nay là có cái hai cái thẻ tiết kiệm mỗi cái 300 triệu thì cũng là tên em, thì em cũng phải thống nhất tuyên bố cái đó là. Mà cần thiết nữa thì hai người đều thỏa thuận chung. Xong rồi cái tờ giấy mà em viết đấy ra phòng công chứng, công chứng viên và họ đóng trong cái dấu đỏ của phòng công chứng coi như rất là hợp pháp về mặt pháp luật nhá. Ừ. Nhưng mà vấn đề là anh này, anh có bảo là nếu mà lấy tiền chung mà xây nhà trên mảnh đất đấy thì phải có, anh phải được đứng tên sổ đỏ. Thôi thôi em ơi, coi như bây giờ tay bo đi, hai bàn tay trắng đi, tới đây mà có tiền ấy thì sẽ mua chỗ khác. Ví dụ như vậy, tình cảm còn đang lung lay lại còn vướng thêm cái đoạn làm nhà lại mệt lắm. Cho nên xác định là em giờ nói chung là để cái mảnh đất ở ngoài để cho anh cũng không mặc cảm mà em cũng không phải lăn tăn. Hai chúng mình gây dựng lại từ đầu, từ hai bàn tay trắng. Thế xong rồi bảo nhau mà làm mà ăn. Tới đây chưa có nhà thì cứ nhà thuê cũng chẳng sao. Thuê một cái kiosk dưới mặt đường bán hải sản tươi sống đấy. Tầng 2 thì ở, tầng 1 thì làm kiosk. Vừa kiếm ra tiền vừa chỗ ở luôn. Thế có phải không? Nhá. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ giúp cho chị có được hướng giải quyết cho chuyện tình cảm gia đình của mình nhé. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn anh Đinh Đoàn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang một điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Hải Dương. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hải Dương ạ.
Câu hỏi của em là sao cứ mỗi đến tháng bị hành kinh mà em cứ đi tiểu hôm đái rất là buốt. Dạ, vâng. Không, mấy ngày nó không có gì. Tức là tình trạng đấy thì diễn ra lâu chưa ạ? Em phải bị đến nửa năm nay rồi đấy. À, bắt đầu nửa năm nay thì mới bị. Vâng, câu hỏi của chị xin được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ được gửi cho chị, xin mời. Tôi chào bạn. Vâng, em chào chị ạ. Tức là chỉ có những ngày hành kinh thì đi tiểu nó mới buốt thôi à? Vâng, em chỉ đến tháng như 3 ngày xong rồi buốt lắm, xong 3 4 ngày thì nó lại trở lại bình thường. À thế à? Thế em thì không biết làm sao khổ rồi. Đã máu hành kinh như thế rồi xong rồi lại đi tiểu buốt nữa. Đâm ra mỗi lần nghĩ đến tháng cũng sợ phết nhỉ? Vâng, em hãi lắm vâng. Ừ. Tại vì bình thường đến ngày đến tháng là phụ nữ đã là mệt rồi, xong rồi là lại còn thêm cái đi tiểu buốt, thế mà mỗi lần đi tiểu buốt như thế xong lại máu như thế động vào cơ quan sinh dục rất là sợ đúng không? Vâng. Năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi? Em 43 tuổi rồi. À thế à? Kinh nguyệt của mình còn đều không em? Nguyệt của em thì đều, cái tháng nào đến nó đến từng mấy ngày là nó ra đó. Chu kỳ kinh của mình là bao nhiêu ngày? Chu kỳ kinh dụ em là cứ đến ngày 17 âm lịch là xong, đến ngày 17 âm lịch tháng sau lại. À, tức là đấy, thì có nghĩa là chu kỳ kinh của mình nó rơi vào khoảng 30 ngày. Vâng. Thế và chỉ trong những ngày hành kinh thì mình mới đi tiểu buốt thôi đúng không? Vâng, đúng rồi. Thông thường thì đi tiểu, nếu như mà cái đường tiết niệu của mình mà bình thường thì mình sẽ không có cái triệu chứng gì bất thường. Ví dụ mình đi tiểu mình không buốt, không đau, không rát, hoặc là nước tiểu không có những cái màu lạ. Thế còn nếu như mà ở cơ quan sinh dục thì trong những cái ngày mà mình hành kinh ấy thì thông thường là đấy là cái môi trường máu. Mà cái môi trường máu như thế nó cũng là cái môi trường rất là thuận lợi cho các cái loại vi khuẩn. Nó sinh sôi rồi nó phát triển, nó có thể gây viêm nhiễm cơ quan sinh dục. Wow. Và nó làm cho có thể bạn có cái triệu chứng như vậy. Thế nhưng nó lại hơi đặc biệt là ngoài cái chu kỳ đấy thì bạn lại cảm thấy rất là bình thường đúng không? Cứ wow. Sạch hành kinh thì bạn lại không có cái biểu hiện như vậy. Wow. Thế thì theo tôi thì thế này. Vâng. Có lẽ mình vẫn cần phải đi kiểm tra cơ quan sinh dục tiết niệu của mình. Vâng. Và mình vẫn cần phải được kiểm tra cơ quan sinh dục, kể cả cơ quan sinh dục ngoài cũng như là cơ quan sinh dục bên trong. Thứ hai nữa là cần thiết mình vẫn phải làm một cái xét nghiệm nước tiểu. Vâng. Quan trọng là mình kiểm tra xem mình có bị viêm nhiễm cơ quan sinh dục hay không. Bởi vì những cái biểu hiện mà đi tiểu buốt này, rắt này, rồi là đái khó, đái đau thì thường hay gặp nhiều ở trong những cái bệnh lý viêm nhiễm của đường tiết niệu sinh dục nhá. Thế và năm nay mình 43 tuổi rồi thì có một số người thì nó bắt đầu bước vào giai đoạn tiền mãn kinh. Đấy, để chuẩn bị cho giai đoạn mãn kinh, lúc này cái nội tiết nó bắt đầu nó thay đổi và nó cũng có thể gây ra những cái bất thường hoặc là nó ảnh hưởng tới hoạt động của cơ quan sinh dục của mình. Đấy. Ừ, thế cho nên là thôi mình ở Hải Dương cũng rất là tiện mà nhá, mình lên bệnh viện tỉnh ấy. Đấy. Hoặc là bệnh viện sản của Hải Dương cũng rất là tốt. Em lên đấy người ta sẽ kiểm tra cho em. Em có thể khám ở bên sản cũng được. Em có thể khám ở bên nội, tức là mình khám về tiết niệu ấy cũng được. Vì lúc đó người ta sẽ, khi mình khai cái triệu chứng như vậy thì người ta sẽ cho mình làm một cái xét nghiệm nước tiểu, thì kiểm tra xem là trong nước tiểu của mình nó có bị nhiễm vi khuẩn hay là cái loại gì không mà có thể gây ra cái hiện tượng như vậy. Thì lúc đó thì mình sẽ điều trị thì nó sẽ yên tâm hơn nhá. Chúc chị sẽ giữ gìn được sức khỏe của mình ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chị Hoàng Thúy Hải đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Alo ạ. Vâng, tôi nghe đây. Lúc trước em cũng lấy một chồng ấy. Vâng. Sinh được một cháu, năm nay cũng được 5 tuổi rồi. Vâng. Nhưng mà
em đã lỡ là cái vòng của em biết là nó bị không hiểu sao nó lệch cái sao ấy, thế là nó chậm đến một tháng mà em không thấy ấy, thế là em đi thử là thấy có thai được ấy. Thế vì sao là em bỏ đi, xong rồi nhà chồng ghét em là không muốn để lấy để nhưng mà lại không lấy để gì. Em không thích lấy để nhưng nhà chồng em muốn lấy để, nhưng em không thích lấy để, thế là cả nhà chửi bắt cho em nếu mà không sinh sản được ấy thì là cho xuống nằm sàn mà ở, cả nhà đuổi em cho xuống nằm sàn ở ấy. Thế là em không chịu, thế là không về sau không ở chửi suốt ấy, em về em khác dựng lắm những lều mà khác ở ấy. Nó bảo là mắt mũi không thấy rồi thì cũng phải cho để ra có hai có ba chứ, làm gì mà phải lại thế đi thế như vậy. Vì sao em ấy không chịu, em không chịu ở được, nhưng mà còn nếu không chịu được thì ở xuống gần sàn mà ở ấy, cho ở trên nhà đâu. Xin lỗi hỏi, vừa rồi bạn có nói là mắt mũi không thấy, tức là bạn là khiếm thị đúng không ạ? Dạ vâng ạ. Vậy thì hiện nay tình cảm của hai vợ chồng như thế nào? Thì chúng em vẫn sống kiểu thỉnh thoảng mỗi năm ấy gặp nhau một lần nữa. Cả năm mới về một hai lần đấy. Em trên chương trình có một lời khuyên nào đó thì có thể giúp đỡ em vượt qua những cái mà khó khăn đang gặp như vậy. Vâng. Câu chuyện của bạn sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ. Xin mời. Rồi, chào em. Vâng, em chào anh ạ. Hình như em đang có cháu bé đúng không? Cháu mấy tuổi rồi? Cháu khoảng 5 tuổi ạ. Ồ, thế là vẫn còn quấn quanh mẹ. Cháu khỏe mạnh chứ hả em? Vâng, em cảm ơn anh, cháu vẫn khỏe. Cháu lành lặn chứ đúng không? Vâng, lành hết cả. Năm nay mình bao nhiêu tuổi em? Năm nay em 35 ạ. Ông chồng 34 ạ. Này thế sao hai vợ chồng lại một năm mới gặp nhau một lần, thế ông ấy đi làm ăn xa à? Tầm quân mát xa khắp cả nước đúng không? Vâng. Thế còn mình thì ở nhà. Vâng. Mà mới có một đứa con 5 tuổi, mình ở nhà với bố mẹ chồng. Vâng. Rồi. Thế xong rồi là đợt vừa rồi thì phát hiện ra là mình có thai, nhưng mình thấy rằng mình vất vả quá. Hai vợ chồng thì đã xa nhau, xong rồi mắt mũi thì không thấy, bản thân mình thì sống phụ thuộc, lại đẻ thêm nữa thì rồi lấy gì mà nuôi đúng không? Cho nên là mình đem đi mình phá thai. Dạ. Và bố mẹ chồng thì nhân đó mới nói với mình rằng là đã mắt mũi không thấy thì để mà đẻ rồi người ta nuôi, người ta sẽ hỗ trợ, tức là bố mẹ chồng đấy đúng không, mà người ta ghét mình cái chuyện là mình đi phá thai. Dạ. Và người ta bảo là xuống sàn mà ở, tức là xuống đất à? Dạ. Cổ quá. Ông xã có gửi tiền về không? Từ lúc trước thì mà nếu mà không có như thế này thì là 2-3 tháng gửi cho một lần. Nhưng mà bây giờ ấy thì nghe bố mẹ. Dạ vâng. Bố mẹ nói xấu mình, thế là ông không gửi tiền về nữa. Dạ vâng ạ. Bây giờ mình sống bằng gì, có ở gần ông bà ngoại không? Tiền ở đâu mà ăn cái gì? Em vẫn sống theo cái trợ cấp của nhà nước. Trợ cấp của nhà nước. Thế ông bà có chăm cháu không? Dạ không ạ. Từ lúc ấy cho đến bây giờ thì toàn mình lo hết. Vâng. Này thế em gọi điện rồi trò chuyện hàng ngày với chồng được không? Thì cả em vẫn gọi được nhưng mà ông không em nghe. Thế à? Thế ông ấy cũng tức với cái đoạn mình phá thai à? Vâng. Thật ra thì vì xa nhau chứ không thì bây giờ thật ra bàn thế này này, em thì cũng mắt kém hoàn toàn. Anh đã nhìn thấy những hai vợ chồng khiếm thị, người ta sống độc lập như một gánh hát ấy. Cả hai vợ chồng đi ra thành phố, hay Nguyên hay Bắc Cạn hay Hà Nội, hay thậm chí có người vào tận trong Nam. Chồng thì mát xa tẩm quất, vợ thì bán chổi bán tăm, hoặc là kinh doanh buôn bán nhỏ phù hợp, hoặc làm gì đó. Thế xong người ta thuê nhà trọ, xong người ta nuôi được cả con người ta nữa. Thứ nhất là giải quyết mấy vấn đề là vợ chồng thì ở cạnh nhau, có ốm có đau nương tựa vào nhau. Thứ hai nữa là khi có nhà thuê cộng với lại có đứa con nhỏ, tự nhiên hai bên đều phải gồng mình lên cố gắng để làm ăn, thay vì là mình lười và thôi mệt hôm nay không đi làm, nhưng lại nghĩ nếu không đi làm lấy đâu mà có tiền để mà cho con ăn, cho con học, thành ra lại cố gắng. Thành ra hai vợ chồng sẽ bảo ban nhau díu dít và tạm thời là vì chắc là bố mẹ chồng em thì cũng chưa già lắm đúng không? Ngoài 60 ạ. Gớm các cụ 60 mà ở trên miền núi còn tự lập được nhiều lắm. Và hai nữa là hoàn cảnh của hai vợ chồng thì cũng chẳng phải là ở nhà để trông bố mẹ già, mà mình mới là người đối tượng phải trông đúng không? Thế thì bây giờ bảo nhau đi, nương tựa vào nhau, dắt díu nhau đi, rồng rắn nào đi ra đâu, có một cuộc sống độc lập. Ở ngoài Hà Nội nó có hẳn một cái câu lạc bộ là câu lạc bộ sống độc lập, tức là dành cho những người khuyết tật cố vươn lên để sống độc lập. Chứ còn không thế này em sẽ vất vả quá. Rồi con nó sẽ còn lớn nữa nên chứ. Tới đây nó đi học đấy, 5 tuổi rồi, có đi học mẫu giáo không? Dạ có ạ. Thế rồi giá mà được đi với bố với mẹ thì nó được. Bởi vì vợ chồng không gần gũi chứ không tâm sự được.
Thế nếu mà em ở cạnh chồng xong rồi về nói rằng là em thật ra em cũng rất thương con chứ em là mẹ, cho nên là em giọt máu ở trong người em cũng xót, nhưng mà em cân nhắc rồi, hoàn cảnh vợ chồng mình như thế này, thành ra con nó còn nhỏ, nếu bây giờ thêm một đứa nữa thì anh là người khổ thôi, anh là người vất vả, anh là người phải thế nọ kia, cho nên là em mới phá đi chứ không phải em ác độc gì, thì tâm sự nó dễ hơn. Còn đây thông qua bố mẹ đấy, mày về mà xem vợ mày đấy, bây giờ nó đi phá thai mà. Em nói rồi mà anh ấy nó không nghe, anh bảo là người ta còn có con, có chị, có em, nhưng mà mình tại sao mình lại không ấy được. Anh ơi, từ từ ổn định kinh tế, vượt qua thời Covid này, khỏe mạnh lên đi, em đẻ nữa. Anh lúc anh thích mấy thì em sẽ, nhưng mà không phải lúc này, thời buổi đang khó khăn, dịch giọt nó kiếm rồi, người ta ra đường người ta cũng còn hạn chế, ai người ta tẩm quất massage thì nhiều, chứ công việc của anh cũng sẽ ít đi, thu nhập cũng ít. Em thấy thời buổi này nó khó khăn quá cho nên em thế, chứ có phải em không đẻ nữa đâu, phụ nữ đẻ nó thích mà, đúng không? Vâng. Đấy, nói với anh là em sẽ đẻ là... nhưng mà với điều kiện là phải có anh ở bên cạnh. Cho nên cho em đi cùng đi, đưa cả con đi. Anh ấy thường thường hoạt động ở địa bàn nào? Anh ở ngoài Cao Bằng ạ. Ôi, Cao Bằng, Bắc Cạn gần ơi là gần. Tưởng là ở dưới Hà Nội hoặc là trong Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre. Chứ Cao Bằng, Bắc Cạn thì sát nhau mấy chục cây mà. Mình phải xác định, mình còn ít tuổi lắm, 30 mấy tuổi. Đời sẽ rất còn dài, mình phải sống mà. Trước hết là để cho mình yên ổn, hai nữa là lo cho các con nhá. Vâng, chúc bạn sẽ vượt qua những cái khó khăn của cuộc sống và giữ gìn được hạnh phúc gia đình của mình nhá. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Hà Nội. Em thì trước nhỏ bị chó nó cắn, không đi vào Từ Dũng miền Nam chữa 2 lần. Bây giờ em muốn có một đứa con thì tính ra là như nào ạ? Vâng, năm nay là mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Em 35 ạ. Vâng, câu hỏi của bạn sẽ được gửi tới bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ, xin mời. Dạ vâng. Chị chào em. Dạ vâng. Em chào chị. Em kết hôn lâu chưa em? Em thì năm 2007 ạ. À, 2007, tức là cũng 15 năm nay rồi nhỉ? Dạ vâng ạ. Vợ em thì bao nhiêu tuổi? Vợ em sinh năm 89 ạ. Em có nói là ngày bé em bị chó cắn à? Dạ vâng ạ, em vào Từ Dũng miền Nam chữa 2 lần rồi ạ. Em bị chó cắn nhưng mà nó có ảnh hưởng gì không? Nó ảnh hưởng đến tinh hoàn à hay thế nào? Là bị mổ hết cả dương vật ạ. À, tức là chó cắn toàn bộ cái vùng hậu môn sinh dục của em đúng không? Dạ vâng ạ. Thế thì nó ảnh hưởng như thế nào đến cả dương vật và tinh hoàn? Thì thực sự là hai vợ chồng quan hệ với nhau thì bây giờ là không có con. Em có quan hệ tình dục được với vợ bình thường không? Em không ạ, gì giỏi lắm đâu, tháng 1 đến 2 lần. Cô cũng nhiều lúc cô cũng bảo là bỏ thôi, để cho em đi bước nữa, nhưng mà em cũng đồng ý, nhưng mà cô cứ kiểu cứ đắn đo. Tức là hiện nay là cái hoạt động của cơ quan sinh dục của mình nó cũng không được như mong muốn đúng không? Dạ vâng. Chất lượng quan hệ tình dục thì nó cũng không được như mong đợi của cả mình và của cả vợ. Và đặc dạ biệt vâng. là mình vẫn chưa thể có con được tự nhiên dạ sau 15 dạ vâng. năm nay. Em vào dạ vâng. Từ Dũ 2 lần là lâu chưa em? Em vào Từ Dũ 2 lần hồi bây giờ nó vẫn còn nhỏ đấy ạ. Lâu rồi ạ, từ cái lúc mà bị như thế. À thế à? Thế và 15 năm nay đã đi khám ở đâu chưa? Dạ thì chưa. À thế à? Hiện nay thì chắc chắn là cái trường hợp của bạn có lẽ là mình phải nhờ đến hỗ trợ sinh sản. Đấy. Dạ vâng. Thế và do là mình hồi bé mình bị như vậy, có thể nó tổn thương cơ quan sinh dục, tổn thương mất tinh hoàn. Dạ vâng. Vì thế vâng. cái chất lượng và số lượng tinh trùng của bạn nó sẽ dạ vâng. không được như mong đợi. Thế thì em ở Hà Nội, em có thể đến tất cả các cái bệnh viện, ví dụ như là Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện 108, Bệnh viện E, vân vân. Bệnh viện Bưu điện thì... là những cái bệnh viện mà người ta có các cái khoa hỗ trợ sinh sản ý. Người ta dạ sẽ vâng. kiểm tra cho em thật là kỹ, đánh giá lại số lượng, chất lượng tinh trùng của em, kiểm dạ tra vâng. cả cho vợ nữa. Và trên cơ sở các cái thăm khám đấy, người ta sẽ đưa dạ ra vâng, cho vâng, em, vâng, vâng, vâng. tư vấn cho em những cái cách để hỗ trợ sinh sản cho em, để em có thể có thai vâng. được. Chứ còn như thế này thì cái khả năng mà cho vợ có thai tự nhiên đối với trường hợp của em là khó nhá.
Vâng, hy vọng rằng hai vợ chồng bạn sẽ chữa được bệnh và sớm có tin vui nhé. Em cảm ơn nhé. Vâng, xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện từ chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải đã tư vấn. Alo, xin chào bạn trẻ từ Thanh Hóa. Dạ, em chào anh ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì vậy? Dạ, anh ơi, em năm nay 27 tuổi mà em mấy bữa em dắt bạn gái về mà em giới thiệu với bố mẹ mà bố mẹ em không đồng ý, không biết làm sao được thì anh chị cho em lời tư vấn đâu ạ. Dắt bạn gái, lần đầu tiên dắt bạn gái về à? Dạ vâng ạ. Bạn gái bao nhiêu tuổi rồi? Dạ bạn gái em 22 tuổi ạ. Thế có cùng quê không? Dạ không cùng quê ạ. Thế à, nhà cô ta ở tận đâu? Nhà cô ấy ở Nghệ An ạ. À, nhà cô ta ở Nghệ An, còn bạn thì ở Thanh Hóa đúng không? Dạ, thế làm sao mà lại quen nhau được? Thì bọn em học cùng trường ấy anh. À, học cùng trường. Và chắc là học ở Thanh Hóa à? Dạ vâng ạ. Thế thì mà lại cùng trường thì mà cách nhau những năm tuổi thế? Thì em học chậm mà anh. Bạn có tìm hiểu nguyên nhân tại sao bố mẹ không đồng ý hay không? Dạ, bố mẹ em không đồng ý ạ, thì em mới không hiểu sao bố mẹ em không đồng ý ạ. Thì không đồng ý thì cũng phải hỏi xem là tại sao không đồng ý chứ. Thì bố mẹ em bảo là bố mẹ em không thích người ở Nghệ An ạ. À đấy, thì tức là cũng là có lý do rồi gì nữa. Vâng ạ, thì anh coi sao có lời tư vấn nào em để em thuyết phục bố mẹ em ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ừ, em ơi, cả hai em cùng đều là sinh viên rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ, học hành đầy mình rồi đấy chứ. Năm thứ mấy rồi? Dạ, năm thứ hai rồi anh ạ. Ừ, sau này học ra làm cái gì, nghề gì? Em học ở bên Cao đẳng Nghệ thuật Văn hóa. À, Cao đẳng Nghệ thuật Văn hóa. Các em dẫn bạn về là giới thiệu luôn là người yêu à? Dạ vâng ạ. Ừ. Rất nhiều bạn trẻ bây giờ trong lúc yêu nhau thì mình cứ quan trọng nhất là củng cố xây dựng tình cảm với nhau. Dạ vâng ạ. Chứ còn chưa nghĩ gì đến chuyện là phải trình báo với lại gia đình bố mẹ ấy mà. Bởi vì thật ra còn rất là nhiều thời gian để mà mình làm cái việc đó. Báo sớm rồi bố mẹ có khi cứ hiểu nhầm rồi lại làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình. Dạ vâng ạ. Bây giờ không phải là lúc em thuyết phục bố mẹ là phải chấp nhận cho mình yêu một cô Nghệ An. Dạ vâng ạ. Cái lý do mà phân biệt là yêu người ở đây ở đó ở nọ kia là lý do không hề chính đáng. Giá như mà em yêu một cô, bây giờ cô lại hơn em 20 tuổi, đã có hai đời chồng, có bốn đứa con, rồi bây giờ cô thế này thế khác, thì bố mẹ ngăn cản thì chắc cần mình phải suy nghĩ lại đúng không? Nhưng mà đây là một cái lý do sở thích của các cụ, nó chả có liên quan gì đến cái chuyện là hạnh phúc hay không hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Em duy trì tình cảm với cô ấy, củng cố mối quan hệ, rồi đến lúc sau này hai em ra trường có công ăn việc làm ổn định, hoặc là chưa công ăn việc làm nhưng mình chững chạc hơn, mình có cuộc sống tự lập hơn, mình tự quyết được nhiều hơn, lúc ấy đưa nhau về thông báo bố mẹ là con và cô yêu nhau 4 năm nay rồi, chúng con duy trì tình cảm rất lớn rồi, bây giờ chúng con không thể yêu ai nữa. Mà lúc đấy bố mẹ có ngăn cản thì mình cũng chả làm sao cả. Mình là cán bộ, mình có quyền tự quyết, mình là những người trưởng thành. Vâng. Còn bây giờ mới đang sinh viên, về sự xin tiền bố mẹ nuôi cho ăn học, cứ đòi nặng nặc là đòi chiến đấu với bố mẹ là con phải cho con yêu cô ấy, phải cho con yêu cô nọ, thì khó lắm đúng không? Vâng. Ồ, có thể là lần sau dẫn cô về chơi, mà không, chúng con là bạn bè thôi, chả có vấn đề gì. Bạn ấy học cùng trường con, bạn ấy cũng tốt, bạn quê xa, thỉnh thoảng buồn lắm là không về quê, nên là con quý bạn đưa về nhà mình chơi, dù lại ăn bữa cơm. Biết đâu trong những lần mà về chơi ấy, cô ấy lại thể hiện cái sự rất là nhẹ nhàng, dịu dàng, và bố mẹ thấy, ô, cứ tưởng con gái Nghệ An nóng tính, khó tính, mà cô này dịu dàng, dễ nghe, dễ thương chẳng hạn, lại thay đổi ý kiến thì sao, đúng không? À, vâng ạ. Ừ, không phải kiên quyết là đòi bố mẹ hay thuyết phục bố mẹ chấp nhận ngay lúc này, mình còn rất nhiều thời gian, và ta chỉ tự quyết được khi nào ta có cuộc sống độc lập nhé. Vâng. Tôi hy vọng là bạn sẽ thuyết phục được gia đình và sẽ giữ gìn được cái tình yêu của mình. Xin chào bạn, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Thái Nguyên. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em muốn hỏi câu hỏi cho chị em mà. Chị này thì chị đã lấy chồng rồi, và trong nhưng mà thời gian có một thời gian dài này chồng chị đi làm việc ở xa, thì trong cái thời gian chị làm việc ấy, và chị muốn chị có làm việc và chị cần gũi một người con gái, nhưng mà dần dần là chị có sinh ra một cái tình cảm gì đó với một người con gái đó, và bây giờ chị không phân biệt được là cái tình yêu anh ấy như là thế nào, thì chị muốn hỏi chương trình là chị có bị như thế nào liên quan đến giới tính, và chị muốn là tìm cách quên được cái người đấy đi, và chị cho dù chị rất cố gắng nhưng mà chị không quên được. Vâng, câu hỏi của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình, sẽ tư vấn cho bạn ạ. Chào em. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, chị bao nhiêu tuổi rồi mà lấy chồng lâu chưa, có con chưa? Dạ, chị
Năm nay 28 tuổi và chị đã có một chồng và một con 4 tuổi. Một chồng một con 4 tuổi. À, trước khi mà cái giai đoạn mà chồng đi công tác thì chị hết sức bình thường, là một người vợ, một người mẹ rất là tốt, không có vấn đề gì đúng không? Vâng. Thế sau đấy thì rằng là chồng đi vắng và chị cô đơn. Dẫn tới việc là gần gũi một người bạn cùng làm để chia sẻ tình cảm chuyện trò, chị em tâm sự, đi chợ, đi búa, rồi dạo nhau siêu thị, uống cà phê, uống nước. Dần dần thì thấy mình có vẻ quý mến. Đúng như vậy ạ. Và bây giờ thì giật mình là hay là mình yêu cái bà kia. Vâng, và khi thoảng có thời gian thì chị vẫn bảo những cái thời gian mà chị buồn thì chị vẫn gọi cái chị đấy đến nhà chơi, và có thể là có một hai lần này chị vẫn sợ quá, chị bảo với chị đấy nó ngủ qua đêm cùng chị ạ. Thì là bọn em là làm cùng một công ty ạ. Thế này này. Khi có con người, người ta cô đơn thì người ta cũng dễ tìm kiếm một ai đó để thay thế, để lấp chỗ trống. Nếu như cái chị mà chị gái của em ấy mà chỉ có gắn bó với cô bạn đồng nghiệp kia như chị em ruột thịt, như kiểu các cụ nói là con trấy cắn đôi, đi đâu cũng muốn có nhau, tối này ôm nhau ngủ, xa thì thấy nhớ nhớ, thì cái chuyện ấy không có cái gì là gọi là nghi ngờ đến chuyện là như là nói là đồng tính hay đồng giới gì cả, đúng không? Thế nhưng mà em thì không biết là em có tìm hiểu kỹ không, và phải chính thì chị mới có thể chia sẻ cái điều đó, là khi gần gũi cái bạn gái kia, trong lòng chị có khao khát gần gũi về thể xác, hai chị em ngủ với nhau có làm cái trò tình dục hay không? Chứ còn nếu mà hai chị em gái, hai cô bạn gái thì có thể thân xa vẫn thấy nhớ, rồi là dỗi thì gọi nhau, rủ nhau đến chơi, chồng đi vắng rồi mà mày đến mày ngủ với chị cho vui, thì cái chuyện đó là bình thường. Thế nhưng nếu chỉ có người trong cuộc mới biết rằng là nằm cạnh người kia thấy nó run rẩy. Thì bọn em làm cùng nhau nhưng mà chị những cái vấn đề đấy chị chả tâm sự với ai, chị chỉ tâm sự với em thôi. Và chị cũng có nói là nhiều lúc thì chị kiểu là chị thì là về công việc thì chị là cấp trên của cái chị đấy, mà là nhiều lúc cái chị kia chị làm sai thì chị vẫn quát mắng chị, nhưng mà thì cái chị kia thì chị hay kiểu dỗi hòn ấy, thì chị này thì chị vẫn là kiểu xuống hay xuống nước làm lành, dỗ dành chị. Và những cái lúc này chị kia chị buồn thì chị này chị thường hay nhắn tin gọi điện chủ động là kiểu làm lành anh. Nhưng mà cái thời gian gần đây thì có một khi thì thời gian thì chị kia chị đã đi lấy chồng, và lúc thì chị kia chị đi lấy chồng thì chị này chị buồn chị khóc, và từ đấy giờ đi là chị kiểu lúc nào chị cũng có kiểu là thấy nhớ chị. Và những lúc mà giận dỗi thì chị kia chị không nói chuyện hoặc là không làm mày, chỉ là chị đến công ty làm việc thì lúc nào chị cũng kiểu là buồn giàu thế loại kia, thì chị cứ tâm sự với em là chị phải làm thế nào với loại kia, vì cái người đấy cứ thế này thay đổi với chị thì chị cảm thấy buồn mới chống chạy, rồi chị không phân biệt là chị, mà là chị cũng không muốn đến nghĩ đến cái chị đấy, nhưng mà lúc nào trong đầu của chị vẫn nghĩ đến cái người đấy, mà chị không biết là đấy là tình yêu. Chị bảo là chị cũng có lúc chị nghĩ đến nó là một tình yêu, nhưng mà chị không biết là nó yêu như kiểu gì ạ. Tình yêu kiểu gì. Chị ấy không phải là em và em không phải là chị ấy, cho nên nói chuyện rất là khó. Lại qua cái miệng em, giá trị nói được cái nỗi niềm của chị, rằng là có những đêm ngủ em khát khao ước gì được gặp lại cô bé em ôm em. Thật ra thì đầu em chả nghĩ gì đến chồng, em chỉ ước được ngủ với cô ấy, và những lúc mà được sờ soạng âu yếm vuốt ve kích thích với cái cô bạn ấy, em thấy còn sung sướng hơn là với chồng chẳng hạn. Thế là bây giờ khi mà cái cô gái kia đi lấy chồng mà lòng em xót xa như là thất tình, như hững hụt người yêu, thì mới đoán chính xác được đây đi khám bệnh, nhờ người đi khám hộ thì khám cái của em nó khác rồi, không lại bảo là của ông anh của em nó thế kia thì làm sao được nhá. Chị ấy sẽ là người trực tiếp gọi điện lên cửa sổ tình yêu, hoặc là nếu không chị, em có thể nói một cách sơ sơ cho chị thế này này. Cái sự gần gũi hững hụt rồi là có tình cảm với này, một người bạn gái, nếu nó chỉ dừng lại ở những cái buồn buồn nhớ nhớ thương thương, chia sẻ khi cô đơn, thì nó là chuyện bình thường, nó là cái mối quan hệ, nó là cái tâm lý rất bình thường. Nhưng mà nếu nó gắn liền với những cảm xúc về thể xác, về tình dục, thì có thể chị là người có những cái biểu hiện về tình dục đồng giới. Tuy nhiên chị cũng là người đã có chồng, đã có con, hiện nay chị lại ở một cái cương vị xã hội như thế. Em hãy nhắc chị ấy rằng là
lao vào công tác cho tốt này, nghiên cứu, đọc sách nhiều để mà tìm hiểu về cái đó và tự điều chỉnh bản thân. Em thì không giúp gì chị được nhiều trong cái vụ này đâu. Nhá. Vâng, thì em cũng chỉ xin lỗi bạn. Vâng, xin lỗi bạn một chút là vì thời lượng chương trình có hạn nên nếu như mà cái câu vấn đề của chị, bạn nên bảo chị ấy gọi điện trực tiếp đến chương trình thì các anh chị của chương trình sẽ có những lời khuyên nó hữu ích hơn. Vâng. Vâng, xin cảm em cảm ơn chị Trịnh. Vâng, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Mở đầu chương trình hôm nay sẽ là cuộc điện thoại được gọi tới từ Cà Mau. Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Bạn nói câu hỏi đi ạ. Dạ. Trước đây em có quan hệ tình dục với một người con người yêu của em á chị. Vâng, bạn sau đó người yêu của em có chồng rồi em chia tay người ấy rồi sau này em đi tiểu em ra hơi tinh trùng á chị, có ảnh hưởng gì tới khỏe em sau này không ạ? Vâng. Câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Xin mời chị. Dạ. Chị chào em. Anh chào chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ năm nay 18 tuổi chị ơi. Năm nay 18 tuổi. Dạ. Thế quan hệ tình dục với bạn gái từ bao giờ? Dạ quan hệ tình dục người gái em là hơn nửa tháng rồi chị ơi. Thế sao bạn gái đã đi lấy chồng rồi à? Bạn gái bỏ dạ. Mình đi lấy chồng rồi à? Tại vì cha mẹ cô ấy ép cô ấy đi lấy chồng chị ơi. Thế à? Thế dạ. Bạn gái cũng bằng tuổi mình à? Dạ cô ấy cũng bằng tuổi em 18 tuổi đấy chị. Ừ đã đi lấy chồng rồi. Dạ. Thế mà trước khi đi lấy chồng vẫn còn quan hệ tình dục với mình. Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Thế cô ấy lấy chồng rồi mình có định tiếp tục quan hệ với cô ấy nữa không? Cho nhớ chồng rồi em không thể em, cha mẹ cô ấy bắt lấy chồng sớm lắm chị ơi. Có yêu cô ấy là có chồng rồi dạ. Ừ có yêu mấy thì yêu nhưng mà cô ấy đã lấy chồng rồi, tức là cô đã được dạ. Pháp luật công nhận rồi. Mình mà quan hệ với cô ấy thì vừa vi phạm pháp luật mà lại cẩn thận không có thì lại chồng cô ấy lại làm lằng nhằng làm khó cho mình nhá. Vì mình còn rất là trẻ cho nên là chị muốn dặn mình như vậy. Cái thứ hai là em có nói với chị Huyền là sau khi em quan hệ tình dục với bạn gái thì bây giờ em cảm thấy là em đi tiểu nó làm sao? Đi tiểu nó ra ít tinh trùng đó chị. Nó như thế nào? Em sau này không à? Cái dịch nó như thế nào? Dạ nó trắng trắng mà là nó trơn trơn đó chị. Thế à? Em bình thường chỉ có buổi sáng em đi thì nó ra như vậy thôi hay là tất cả trong ngày đều đi như thế? Tất cả trong ngày đều em đi tiểu là nó cũng ra như gì đó chị. Ồ thế à? Dạ. Ngoài ra em có đau ở đâu không? Có triệu chứng gì khác nữa không? Dạ, không chị, em đi khi mà em đi tiểu hơi nên nặng cái buồng trứng đó chị. Nặng nó tức chỗ cái tuyến tiền liệt ở phía dưới hả? Phía dạ dưới tinh hoàn đấy gì? Dạ đúng rồi ạ. Ừ. Thực ra thì cái dịch mà mình ra ấy thì nó có thể nó là tinh dịch, trong tinh dịch thì nó có thể có tinh trùng. Dạ. Mà tinh dịch thì lại do cái tuyến tiền liệt đấy nó sản xuất ra. Cái phần mà nó tròn tròn ở phía dưới chỗ nối từ hậu môn với cả lên chỗ cái bìu ấy thì đấy là tuyến tiền liệt. Chị nghĩ có thể cũng không phải là do mình quan hệ với bạn gái mà mình bị như vậy, mà có khi là mình bị viêm cái tuyến tiền liệt đấy thì nó mới ra cái hiện tượng như vậy. Đấy mà nhá. Cái mỏi mà có ảnh hưởng gì sức khỏe em sau này? Tất nhiên rồi là em phải đi kiểm tra để nếu thực sự mà viêm ở cái chỗ đấy để người ta còn phải điều trị cho em. Còn nếu như em không điều trị gì thì bởi vì đấy là cái chỗ để sản xuất ra tinh dịch cho tinh trùng nó xuống đấy nó đi ra ngoài thì mới có thể là thụ thai được. Thế bây giờ nếu cái chỗ đấy nó viêm nhiễm mà nó không sản xuất được ra cái tinh dịch đấy thì chỉ có tinh trùng không thì không thể nào thụ thai được. Nhá. Dạ. Thế em đi khám đi nhá. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Chị chào em. Chị Trân ạ. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại được gọi tới từ Phú Thọ. Alo. Alo ạ. Vâng, chào bạn. Vâng. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Vâng, chị ơi, em nói là một tháng trước em chấn thương tinh hoàn. Bây giờ em điều trị ở bệnh viện được một thời gian thì em về bác sĩ bảo đỡ rồi, em về bây giờ dí vào vẫn thấy nó đau và nó hơi căng cứng, ngoại nó có ảnh hưởng sang mai sau này. Vâng, câu hỏi của bạn thì chị Hoàng Thúy Hải, bác sĩ của chương trình sẽ tư vấn cho bạn. Vâng. Chị chào em. Vâng, chị ạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 23 tuổi. Thế à? Thế vâng. Em bị chấn thương làm sao?
do vàng cây đập vào. Và cái lực đập đấy nó có mạnh không? Mạnh. Nó gây chấn thương như thế nào? Đi khám ở đấy bác sĩ người ta có siêu âm hoặc là chụp cho em không? Có, đi siêu âm biết thì ta đã có dịch mới nó bị máu tụ ở đấy. Ừ, chỉ thế thôi, còn nó không bị vỡ, không bị tổn thương gì, cái tinh hoàn gì. Vâng. Ừ, thế là may lắm rồi đấy nhá. Ồ, may quá may rồi đấy. Vỡ cái tinh hoàn đấy thì mới sợ nhá. Tuy nhiên thì cho dù thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một cái chấn thương đối với một cái cơ quan nó rất là nhạy cảm. Tinh hoàn là một cái cơ quan rất nhạy cảm, nó rất nhiều thần kinh cũng như là nó ở trong trạng thái hoạt động mạnh, bởi vì bây giờ em mới 23 tuổi. Nhưng 4 năm trước em bụng bị là viêm tinh hoàn rồi, điều trị nó khỏi. Mà sao số lại cứ động vào đấy thế nhỉ? Thôi bây giờ thì có lẽ là nó sẽ chưa thể hết đau ngay được đâu. Mà hiện nay là em đang ở trong cái giai đoạn là cái cơ quan sinh dục nó phát triển rất là mạnh. Các cái hormone nội tiết sinh dục nam nó cũng phát triển rất nhiều, cho nên là nó hay tác động đến cái tinh hoàn đấy. Chính vì vậy mà em vẫn có cảm giác nó đau ấy, với lại nó hơi tức. Nhưng mà em thấy nó mấy nó cứng cứng ở phần cuối tinh hoàn. Đừng có sờ nhiều vào nó nhé. Tốt nhất là em cứ kệ nó. Bây giờ nếu như mà em đã xong, đã bác sĩ đã điều trị cho em, đã ổn định rồi, em cứ để cho nó như thế để cho nó tự khỏi. Em đừng bắt nó hoạt động nhiều nhá. Chị xin lỗi là em đã có hoạt động tình dục chưa? Có, ngày trước có 7 khoảng 8 7 8 tháng ngày trước có. Ừ, xong từ hồi từ 7 8 tháng nay thì không có nữa chứ gì. Vâng. Nên duy trì cái tình trạng đấy để cho nó nghỉ ngơi nhiều là chính. Thế còn giả sử nếu như có một vài lần mà không thể chịu được ý, thì tác động đến nó thật nhẹ nhàng nhá. Cố gắng là để cho nó nghỉ ngơi, nó sẽ tự khỏi. Và chứ còn có ảnh hưởng gì đến sau này hay không ý, ảnh hưởng gì đến chất lượng cũng như là số lượng của tinh trùng hay không, thì cái đấy phải làm tinh dịch đồ thì mới biết được em ạ nhá. Chứ còn bình thường như thế này thì đánh giá tổn thương của nó thì hơi khó. Nhưng cứ yên tâm điều trị cho nó khỏi hẳn đi đã, rồi sau này khi nào chuẩn bị lấy vợ thì lại đi kiểm tra tiếp nhé. Vâng. Thế nhá, chị chào em. Vâng, cảm ơn chương trình. Vâng, chào bạn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Alo, xin chào thính giả có điện từ Hà Nội ạ. Tôi nghe đây, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, em có một chút vấn đề hỏi về chuyên gia em đối với chuyện tình yêu chị ạ. Vâng, bạn nói đi, chúng tôi sẵn sàng lắng nghe đây. Em hiện tại giờ đang làm bên chuyển phòng của ngân hàng. Vâng. Và em trong thời gian em quen một anh, thì bọn em học tiếp đi theo cùng nhau đại học, và bọn em nảy sinh tình cảm. Và bây giờ là em có thai 4 tháng rồi. Vâng. Mà trước đấy thì em có một con gái, em cũng ngoài ý muốn chị ạ, tại em có chưa lập gia đình. Vâng. Và hiện tại giờ công việc của em rất ổn định, và anh đang làm bên xây dựng, chỉ là công việc là chỉ là công nhân tư nhân thôi chứ không phải là nhà nước. Vâng, hiện tại là em đang xin công việc của anh ấy về bên ngân hàng của em, nhưng mà giờ gia đình anh biết chuyện và anh đã có gia đình rồi. Bây giờ em muốn hỏi chuyên gia rằng là bây giờ là em muốn là như nào, em muốn tiếp tục cái mối quan hệ này, hay là em muốn nên là dừng lại để em nuôi cái đứa con này. Vâng. Và chị gái của anh ấy thì là bảo em là tự giải quyết, nhưng mà cái thai anh nó to quá rồi chị ạ, em không thể giải quyết được. Vâng. Thì bây giờ là em muốn để lại, mà anh ấy thì là một bực là vẫn thương yêu mẹ con em, không muốn từ bỏ mẹ con em. Vâng. Để gia đình anh đều biết tất cả rồi. Vâng. Bạn đang rất là lúng túng, không biết là xử lý cái chuyện tình cảm của mình như thế nào. Vâng, chuyên gia Đinh Đoàn, anh đang ngồi trong phòng thu và đã lắng nghe câu chuyện của bạn, anh sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh Đinh Đoàn ạ. Rồi, chào em. Dạ, tôi nghe chào anh ạ. Ừ, năm nay là bao tuổi rồi em? Năm nay 32 anh ạ. 32. Bé lớn nhà mình là con gái mấy tuổi rồi? Con bé nghe là được 7 tuổi anh ạ. Ôi, 7 tuổi rồi à? Thế dạ. Hai mẹ con có ở với ông bà ngoại hay là ở riêng rồi? Hai mẹ con em mua nhà ở riêng anh ạ, ở trên Hà Nội anh ạ. Cũng ổn định nhỉ. Bây giờ thì cái thai 4 tháng. Bạn nãy anh nghe nó không được rõ. Bố của đứa bé là cũng có gia đình rồi đúng không? Trước đây em là em yêu là bố đứa bé là chưa có gia đình anh ạ. Ừ. Nhưng mà chỉ vì là ở xa quá nên bố mẹ không chấp nhận. Nhưng mà em đã bị lỡ cái đứa đầu nên em chắc nhận để lại em đẻ. Em đẻ ra từ ngày đấy chứ đi là em đứng lại em không yêu ai cả. Cái anh bây giờ cơ, cái anh mà anh bây giờ là có gia đình rồi anh ạ. Cũng có gia đình rồi.
Và em nói là gia đình anh đều biết hết cả rồi, chị gái thậm chí còn gặp mình nói rằng là em phải từ bỏ cái thai đi ạ. Bỏ hay không gì thì tự ý muốn nói rằng mình muốn làm gì thì làm, chứ dạ, còn thì không cái đoạn kia đúng không? Vâng ạ. Anh thấy là đúng là trong trường hợp của em cũng phức tạp lắm. Cái hy vọng để mà anh ấy bỏ vợ xong để anh ấy đến với mình là một cái rất khó có thể. À không anh ạ, em đồng ý là anh ấy phải nói chuyện gia đình để cho anh đi lại cả hai bên. Chứ em không bảo anh bỏ vợ. Ôi, ý là em chỉ muốn rằng là công khai, ý là mối quan hệ của chúng em thôi ạ. Em công khai nhưng mà không ai để cho như thế cả. Mình đang không có thì mình nghĩ rằng là chiếm được một nửa chồng cũng tốt rồi. Còn người ta đang có nguyên hẳn một chồng mà bị mất đi một nửa, không ai thấy chịu chấp nhận. Rồi chẳng biết là có được cái gì hay không. Một cái anh công ăn việc làm cũng chẳng đâu vào đâu lắm, đã có gia đình vợ con giờ lại đèo bỏng thêm mình. Thế rồi là có khi mình lại còn mất cả chì lẫn chài xin việc cho anh, rồi lại còn nuôi cả anh ấy nữa. Rồi nó kéo nhau đến người ta đánh ghen cho. Thì mình là cái người mà mặc dù lỗi là lỗi cả anh ấy nữa, anh ấy có gia đình rồi mà anh còn cuốn mình vào cái mối quan hệ này. Nhưng trong trường hợp này mình lại cũng có trách nhiệm. Thành ra nếu như nó có vỡ lở ra vợ anh ấy hay gia đình anh dễ tha thứ cho anh ấy, nghĩ rằng là cái thằng đàn ông. Nhưng trong khi thì người ta sẽ lên án mình mà rồi khổ đấy. Khổ mỗi cái đoạn rằng là cố mà đi làm để lấy tiền nuôi hai đứa con đã là một chuyện, mà lại còn nay người ta kéo đến, mai người ta kéo đến, thì rồi mình còn khổ rất là nhiều. Trong trường hợp này anh nghĩ rằng là chẳng níu được đâu. Thực ra thì anh ấy nói rằng anh vẫn cứ thích hai mẹ con em, cứ nọ kia. Thực ra anh ấy hy vọng rằng là anh khống chế được vợ anh ấy, và anh chắc cứ đi lại với mình theo kiểu như là vợ thêm. Nhưng kể cả một cái người phụ nữ mà mù chữ, người nông dân, người ta ít học, thì cái chuyện tình cảm người ta cũng không thể chấp nhận san sẻ đâu. Kể cả một cái bà già mà 65-70 rồi mà thấy chồng mình có thể có chia sẻ tình cảm với người khác, người ta cũng còn khó chấp nhận. Thế cho nên trong trường hợp của em thì cái mong mỏi của mình là nó quá ít quá. Mình trong hoàn cảnh này chắc là cứ nghĩ rằng thôi cứ có một người đi đi lại lại cho nó đỡ cô đơn. Lần trước thì mình cũng đã lại là tự sinh con rồi, không muốn là để lại mang tiếng rằng là hai đứa hai lần với hai người, đúng không? Thế thì cái đợt đầu mình đã qua được, cái đợt này cũng chẳng có vấn đề gì. Rồi em chỉ có khó khăn lúc đầu một mình nuôi con, rồi có thể là kinh tế thì chắc là em cũng có cái chuẩn bị nhất định, sẽ nghỉ vài tháng, có bà ngoại giúp thì giúp, mà không thì lại thuê người giúp việc. Vượt khó đi rồi sau này em sẽ rất là thanh thản, còn hơn em vướng vào một tí chẳng được cái gì, rồi rủi ro rất lớn cơ. Đang ở với mình xong vào cái ông chạy về với vợ ông. Lúc mà mình cần ông ấy rằng là anh ơi con nó ốm này đi viện, thì bảo vợ nó không cho đi, với lại ở bên đấy con nó cũng đang ốm. Thế thì cuối cùng mình ức lên đến cổ mà không làm gì được. Ngoài ra là chẳng ai người ta chấp nhận. Mình thì chấp nhận, nhưng mà phía kia người ta không bao giờ chấp nhận là cho mình gọi là công khai đôi bên đâu. Anh ấy thì đúng là chẳng mất gì rồi, cũng phần lớn là đàn ông cũng muốn là thôi vợ thì có vợ, mà nếu có thêm thì càng tốt đấy, cười nới một chút cho nó rộng rãi thì cũng không sao đấy. Thế nhưng mà cái đấy về nguyên tắc là không được. Thế nhưng anh mà ví dụ là giờ anh có quyết định tự làm trong ngân hàng của mẹ em rồi, thì em có nên là cho anh thay đổi người ước mơ này không, hay là thôi em cứ chấp nhận mất một khoản tiền là em cũng sẽ không cho anh đi làm cùng em nữa? À em đã đang lo chạy cho anh việc, nó có chắc chắn không? Anh ơi, chắc chắn là em có quyết định rồi anh ạ. Quyết định cho anh ấy về làm cùng với chỗ mình gì? Dạ vâng ạ. Thôi thì thế này này, mình không đặt một cái mục tiêu lớn là anh ấy sẽ trở thành người ở bên cạnh mình hay là chồng mình. Nhưng mà chắc chắn thì dù anh có làm gì chứ nữa, anh là bố của con em, cái chuyện ấy không thể tránh được, đúng không? Dạ vâng. Mình đang nuôi con của anh ấy, rồi con anh ấy thì nó cũng lại cần có bố ở một cái khía cạnh nào đó. Không được một cách đàng hoàng thì rồi cũng anh ấy làm gần, nghĩa là anh cũng đỡ vất vả. Anh đỡ vất vả thì cũng có thể có cái cơ hội thăm nom bé nhà mình. Thế rồi là em nghĩ rằng là bọn em làm cùng cơ quan, rồi gia đình anh sẽ để yên cho em, yên ổn trong cơ quan ấy. Không, thì cái chuyện là mình không làm gì quá đáng, mình không đến nhà người ta chửi vợ người ta rằng là bà già rồi bà buông ra để tôi lấy, thì ai người ta làm gì mình, đúng không? Thế còn thì làm cùng cơ quan mà mọi người cũng đã biết cả rồi, trong cơ quan chắc mọi người cũng biết, đúng không?
Mình cũng chẳng giấu giếm gì cái chuyện đó, rằng thôi chúng em lỡ có tình cảm với nhau nhưng mà cái hoàn cảnh nó không cho phép để tiến tới với nhau. Em với anh ấy thì như là những người bạn thôi, nhưng mà thôi thì con em cũng là con anh ấy, mình giúp bố con của mình mà, đúng không? Dạ. Ừ, đấy là giúp nhau thôi, nhưng mà không có nghĩa rằng là để mà lấy cái cớ gần nhau để rồi mình tranh giật gì tình cảm, thì nó lại sẽ sang một cái hướng khác là mình lợi dụng để mình phá vỡ hay là chen ngang vào cái cuộc sống gia đình người ta. Thế nhưng mà vì đằng nào thì mình cũng làm rồi, bây giờ mà có phá đi không giúp gì nữa thì mình cũng chẳng lấy lại được cái gì, đúng không? Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được quyết định cho cuộc sống cũng như là hạnh phúc của mình. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Chúng ta cùng quay trở lại chương trình với cuộc điện thoại gọi đến từ Cao Bằng. Alo. Alo ạ. Vâng. Chị cho em hỏi bạn gái em, nghe người ta nói là tiêm thuốc tránh thai có thể làm tăng cân khoảng. Vâng, bạn muốn hỏi cho bạn gái của mình về vấn đề tiêm thuốc tránh thai có thể tăng cân hay không, đúng không ạ? Vâng. Bác sĩ Hoàng Thúy Hải của chương trình sẽ là trả lời câu hỏi của bạn ạ. Xin mời bác sĩ. Alo, chị chào em. Vâng, em chào chị. Bạn gái mình à? Vâng ạ, bạn gái em. Thế nghe người ta nói thế ạ. Ừ. Chưa tiêm nữa. À thế à? Vâng. Hai bạn chưa kết hôn đúng không? Chưa chị. Thế thì đang dự định là sẽ quan hệ tình dục trước hôn nhân và muốn sử dụng biện pháp tránh thai bằng tiêm thuốc tránh thai à? Và đâu, bạn gái em gầy quá nhưng mà nghe người ta nói là tiêm thuốc tránh thai sẽ làm tăng cân nên mới thử làm, nhưng không biết có đúng không. Ôi giời ơi, thế à? Vâng. Chị từ nãy đến giờ chị cứ tưởng là em với bạn gái em có quan hệ xong rồi muốn sử dụng biện pháp tránh thai bằng thuốc. Ừ. Em ơi. Dạ. Có rất nhiều biện pháp để có thể tăng cân. Thậm chí bây giờ nhiều người ta béo quá, người ta còn phải tìm giảm cân nó mới khó, chứ tăng cân thì không khó tí nào. Và đừng bao giờ nghĩ đến việc là sử dụng các loại thuốc, đặc biệt là thuốc tránh thai như thế để tăng cân nhá. Vâng. Ừ, nói ngay với bạn gái như vậy, thuốc tránh thai không phải là thuốc dùng để tăng cân. Ừ, mà cái thuốc tránh thai dưới dạng uống hoặc là dạng tiêm hoặc là dạng cấy ở dưới da chỉ sử dụng để tránh thai thôi, chứ không ai người ta lại sử dụng để tăng cân cả nhá. Muốn tăng cân thì bây giờ tốt nhất là chỉ có ăn uống ý, đủ các chất dinh dưỡng, rồi ăn đủ chất, thế và có chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi, tư tưởng thoải mái, công việc hợp lý, thì khéo rồi một thời gian lại còn phải tìm cách hãm ý. Vâng. Nhá. Vâng. Ừ, thế nói với bạn gái thế nhá. Vâng, ừ. Em hiểu ạ. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Thúy Hải. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Nam Định. Alo. Chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Vâng ạ. Tôi có một cái cháu gái năm nay có 15 tuổi. Mà cứ đến ngày hành kinh ấy là cháu nó đau lắm các bạn. Nó đau mà hai bên cái xương hông, xương sống ấy là cháu nó đau thuốc vào. Trước những ngày đấy là cháu chỉ có nằm ở trên giường cháu cũng đi lại được. Thì xin hỏi bác sĩ xem là nó là cái bệnh lý hay là nó bệnh gì thì bác sĩ tư vấn thuốc ạ. Cách phòng như thế nào ạ? Rồi bây giờ phải làm như thế nào ạ? Vâng. Câu hỏi của chị thì bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tư vấn cho chị nhé. Xin mời bác sĩ Vũ Minh Phượng. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào vâng, chị ạ. Chị, vâng, muốn hỏi thêm chị là vậy thì cháu có kinh nguyệt được bao lâu rồi ạ? Cháu có kinh nguyệt từ năm 13-14 tuổi ạ. Tức là 2 năm nay rồi. Vâng. Vâng, và từ 2 năm nay vẫn cứ đau như thế. Trước thì nó cũng đau nhưng mà nó đau vừa vừa thôi, nó không đau đến nỗi như bây giờ ạ. Vâng, kinh nguyệt của cháu nó đã đều đặn chưa chị? Kinh nguyệt thì của cháu nó đều. À, đều rồi. Vâng, từ 28 đến 30 ngày là một lần ạ. Vâng, tức là đau đến mức mà phải nghỉ ở nhà là mấy ngày ạ? Đấy, 2-3 ngày ạ. À, 2-3 ngày, thế thì nó cũng ảnh hưởng đến việc học chị nhờ. Vâng. Cái tình trạng mà đau như của cháu ấy, một, nó là có bệnh lý. Hai, nó là cái việc có những cái người mà cứ đến khi có kinh nguyệt là nó đau lắm. Đau đến mức mà vã mồ hôi xong rồi phải dùng các cái thuốc giảm đau rất là nặng, rất là mạnh ấy ạ, thì nó sẽ đỡ đau. Đó. Thế mẹ của cháu ấy
trước có cái hiện tượng giống cháu không? Bà nội có biết không ạ? Không, mẹ cháu thì không đau. À, thế ạ, vâng. Thế thì cái cách bây giờ là như thế này ạ. Để mà thật là an tâm thì phải đi khám. Vâng. Đi khám không có nghĩa rằng là người ta sẽ làm các cái can thiệp đâu. Vâng. Cháu nó 15 tuổi thì nó ngại cũng có lý thôi. Thế nhưng mà mẹ cháu là phải cương quyết, đúng không? Bằng cái cách nào đó để nói với cháu rằng là mình đi kiểm tra, không thể cứ tình trạng như này mỗi tháng lại nghỉ 3 ngày ở nhà được. Nói với cháu là đến cái trạm xá hay cái phòng khám, cái quan trọng là chẩn đoán xem có cái bệnh gì nó phối hợp thì mình phải điều trị sớm. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của bác sĩ Vũ Minh Phượng. Cảm ơn chị đã gọi điện đến chương trình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào thính giả. Vâng, tôi xin chào. Dạ vâng, tôi nghe đây ạ. Tôi có một câu hỏi là tôi có con gái, nó năm nay 34 tuổi rồi, thế mà cứ hành kinh là nó ra máu đông. Vâng. Thế tôi muốn hỏi bác sĩ xem là như thế thì có ảnh hưởng gì đến sức khỏe sinh sản không? Vâng, chị ơi, thế con gái 34 tuổi sao chị không gọi điện trực tiếp lên đây hả chị? Vâng, nó cứ ngại, đúng không? Thế ạ. Vâng. Ngại. Mẹ đến tuổi này vẫn còn con quan tâm tới con gái 30 mấy tuổi là rất là đáng quý đấy ạ. Xin mời chị lắng nghe bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình tư vấn ạ. Vâng, chào chị ạ. Vâng, chào chị. Chị ơi, cháu nó 34 tuổi nhưng mà đã có gia đình chưa ạ? Cháu có gia đình mới được có 8 tháng ạ. À, tức là mới cháu lấy chồng 8 tháng rồi và chưa có bầu. Chưa có em bé mà lại hay ra máu, thường thường hàng tháng là cứ ra máu đông và lại vòng kinh có 25 ngày thôi mà lại rong đến khoảng 9-10 ngày mới sạch hẳn ạ. À thế ạ, vâng. Thế thì rõ ràng là trong trường hợp đấy là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản rồi. Và ảnh hưởng đến cái mức độ nào ấy, thì bây giờ nguyên nhân của nó là như thế nào và ảnh hưởng như nào thì phải đi khám. Cái hiện tượng máu đông chắc là nó không ra nhiều đúng không chị? Vâng, không nhiều, tức là nó ra khoảng 2-3 ngày đầu thì gọi là hết đến máu đông, xong là cứ ra cái nước vàng khoảng đến 9-10 ngày mới sạch hẳn. Vâng, nên đi khám đi. Cái hiện tượng ra máu đông ấy thì người ta giải thích là bởi vì cái kinh nguyệt nó ra ít quá chị ạ. Cái máu của kinh nguyệt bản chất nó là cái chảy máu ở trong niêm mạc dạ con ấy. Nhưng mà nó ít và nó không đủ để kích thích để cái dạ con nó bóp, nó tống ra ngoài và nó còn đọng lại ở trong cái dạ con và nó bị oxy hóa đi cho nên nó đông lại. Và và cái chuyện đông thì không đáng ngại lắm. Thế nhưng mà cái chuyện đông và nó ra ít và nó lại còn kéo dài những ngày sau đó, nó ra các cái nước màu hồng ấy ạ. Thì chứng tỏ là cái tình trạng niêm mạc nó như thế nào đó. Và con chị thì lại là 34 tuổi rồi, đúng không? Cho nên rằng là đi khám sớm, từ Phú Thọ lên trên Hà Nội rất gần. Lên luôn Hà Nội đi, đừng quanh quẩn ở Phú Thọ nữa. Lên đến cái tuyến trung ương là Bệnh viện Phụ sản Hà Nội với Bệnh viện Phụ sản Trung ương đi. Mất một công một ngày, đúng không? Để chẩn đoán xem là cái tình trạng phần phụ của mình nó như thế nào, chị nhé. Và thế tôi cũng cho cháu nó đi khám ở Phú Thọ này rồi, nhưng mà tất cả kiểu siêu âm các bộ phận buồng trứng tử cung tất cả phần phụ là bình thường chị ạ. Thế thì cũng là có ý định là cho cháu lên Hà Nội, như đợi chồng cháu về thì là hai vợ chồng đi Hà Nội, như là chồng bộ đội vẫn chưa về được nên tôi tư hỏi xem bác sĩ tư vấn xem là nên khám ở đâu để Chị tốt nhất là mình lên Phụ sản Trung ương ấy. Và nếu không có thời gian thì nó lại có cái phòng khám dịch vụ ấy ạ. Thì nó cũng nhanh hơn. Cái đấy là tùy gia đình. Thế thì nó cũng có nhiều lựa chọn ấy. Thì nên đi khám sớm đi, mà không có chồng thế, về thì hiện tượng như thế là không bình thường hả chị? Vâng,
Rõ ràng rồi, thường là kinh nguyệt nó chỉ khoảng 3 đến 5 ngày. Nhưng vòng kinh cháu là 25 ngày thì ngày dụng chứng là ngày thứ bao nhiêu ạ? 25 ngày thì ngày dụng chứng ví dụ như là ngày mùng 1 trên lịch dương ấy là ngày có kinh, thì ngày 14 là ngày dụng chứng. Là ngày 14 ạ? Vâng. Tức là vòng kinh 25 ngày. Ngày thứ ấy, vâng. Và khi kinh là bắt đầu tháng nào cũng 25 thế mà nó lại cứ rong như thế mà mãi không thấy em bé, không có em bé nhưng tôi cứ ruột. Một phần cũng có thể thôi ạ, là do con gái mình, nhưng cái hiện tượng phần phụ nó có vấn đề. Nhưng cũng có thể là do hai vợ chồng có ở gần nhau mấy đâu chị. Có khi chồng về lại vào cái thời kỳ mà không dụng chứng ấy ạ. Cũng tính toán đi lắm nhưng mà vẫn không có, tôi buồn quá. Tôi buồn quá tôi hỏi mà. Thế thì tôi hỏi là đi có siêu âm được cái ngày dụng chứng không ạ? À, người ta có một cái cách, tức là người ta siêu âm và theo dõi khi trứng ạ, trứng nó lớn lên và đến cái thời điểm mà người ta tiên lượng được rằng là sẽ rụng trứng. Có những đôi ấy, họ phải bằng cách đấy đấy. Và khi bác sĩ nói rằng là ngày nay hoặc ngày mai rụng trứng thì trong trường hợp như là ví dụ như là con chị mà chồng ở xa ấy, là gọi điện ngay là về hoặc là mình lên chỗ chồng đấy. Vâng, cũng có những cái cách như vậy ạ. Vâng, chúc gia đình chị sẽ luôn gặp may mắn ạ. Xin được cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Bình. Alo. Bây giờ các con tôi nó đều có học, thế nên là nó cũng muốn công bố ra, mà bây giờ nó bỏ nhau, một cách kín đáo. Nó lại qua ủy ban nhân dân xã nhưng nó giấu vợ chồng tôi. Lấy trộm cái sổ hộ khẩu xong nó đi, nó ly dị nhau. Bây giờ vỡ lở ra thì gia đình tôi mới vỡ lở ra là không để ý đến. Thế sau khi đó bây giờ nó công bố là nó bỏ nhau rồi, nó mới đưa cái giấy ly hôn ra. Tôi mới ngỡ ngàng, tôi bảo thế chúng mày lấy nhau thì lấy nhau lấy được, thế bỏ chúng mày bỏ như thế, bây giờ tao muốn là bây giờ chúng mày có một đứa con rồi, bây giờ chúng mày lại bỏ nhau thế, bây giờ con chúng mày sao phải trông, thế bây giờ chúng mày bỏ trách nhiệm hết cho vợ chồng tao à. Tôi muốn ly, tôi không muốn cho các con tôi ly hôn. Tôi muốn cho các con tôi đoàn tụ để cho nó ấm áp gia đình, nhà tư vấn ạ. Thế nên là tôi không muốn vỡ lở ra, anh em cũng còn chả biết. Thế bây giờ tôi vỡ lở ra tôi bảo bây giờ tôi đang lăn tăn này, tôi muốn hỏi trên đài tôi nói Việt Nam này, nhà tư vấn Nguyễn Thị Mùi cho là tư vấn cho tôi như thế nào. Cho tôi nó thoải mái, tư tưởng tôi muốn vun đắp cho các cháu nó vào một đấy, nhưng mà nghe chừng là nó cũng lại không nghe. Thế mà nó đi về thì nó lại vẫn đi về với nhau. Thế xong nó vẫn đưa nhau đi trung tâm mua sắm. Thế tôi mới hỏi, thế chúng mày lại trở lại bình thường thì con nó bảo không, con chỉ là bạn thôi. Chúng tôi rất là hiểu cái tâm trạng của các bậc phụ huynh như là bác ạ. Con cái mình hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy vui và hạnh phúc, đúng không ạ? Và con cái mình không hạnh phúc thì mình cũng cảm thấy rất là buồn chán và áy náy, đúng không ạ? Và muốn làm một cái điều gì đó để có thể vun đắp được hạnh phúc cho các bạn. Chị Nguyễn Thị Mùi là chuyên gia tư vấn của chương trình đã lắng nghe câu chuyện của bác ạ. Và bây giờ xin chia sẻ thêm ạ. Xin mời chị Mùi. Xin chào bác ạ. Chào bác Mùi ạ. Đúng là các con mà nó êm đẹp, nó hạnh phúc thì không có cái gì bằng là cái sự sung sướng của mình. Thế nhưng mà bây giờ thì nó lại kín đáo, nó đưa nhau đi, nó ly hôn, rồi đến lúc bây giờ thì mình mới biết là hết. Ông bà chắc là cũng rất là suy nghĩ đấy. Xin được hỏi thêm một chút là các cháu nó lấy nhau lâu chưa ạ? Cháu lấy nhau 2010, 2011 là cháu là sinh cháu, mà vợ chồng tôi nuôi bộ cháu là từ năm cháu được 4 tháng tuổi. Sau đó một năm bà bế cho con chúng nó, xong là bắt đầu là một năm là nó đem nó tống về. Mình sai lầm đấy bà Mùi ạ. Sai lầm đem nuôi con cháu nó. Thế là nó khoảng chân khoảng tay là nó đi thế nọ thế kia. Thế bây giờ thì vợ chồng nhà cháu nó đương ở đâu ạ? Bây giờ là mỗi đứa là một nơi, bố nó chỉ làm mãi trong Nghệ An cơ. Mà còn mẹ nó chỉ làm Hà Nội. Bố nó bên xây dựng mà. Nuôi con trong nó đâu nữa rảnh thân. Ở đây thì bác đã hỏi kỹ xem là điều gì khiến cho vợ chồng cháu nó ly hôn chưa ạ? Có cái này là bác nhà tư vấn này. Bây giờ là chúng nó ở, đầu tiên là chúng nó ở với nhau. Sau đó là cái điều kiện con tôi thì nó là kỹ sư xây dựng. Nó lại không nằm văn phòng nữa vì văn phòng là lương rất thấp.
nó mới đi ra công trường thì có thể là cái đầu tư của nó có thể là phát triển hơn, là lương sẽ cao hơn vì thực tế mà. Nó đi ra công trường, cái là con vợ nó ở nhà thì nó thực tế này này. Bây giờ cái xã hội này thì không ngoại tình hay là không ngoại tình thôi thì mình phải xác định như này. Con tôi nó cũng xác định bây giờ nếu ở nhà là vợ mình mà đi là vợ người, nó xác định như thế. Nhưng mà nó bảo là cái con nó, tôi bảo đứa con dâu tôi là nó kẹt rồi, nó thế nó lắm điều rồi, nó chửi con rồi thế đó thế kia. Tôi bảo thế bây giờ anh xem cái bản thân anh xem đã sạch chưa đã. Đấy, anh phải xem như thế để xem thế nào. Thế là nó bảo thôi nếu không ấy thì con không lấy nữa. Đấy, nó chỉ nói một câu thế. Thế rồi 1-2 năm sau nó đem nó bỏ nhau bà. Đấy, nó lại thế thì chứ là bỏ kín, nó lại không cho mình biết. Vâng, tức là trước khi mà dẫn đến việc chia tay thì thực ra là vợ chồng của con trai bác đã có những cái mâu thuẫn và con trai bác cũng đã có những cái than thở với bác rồi, phải không ạ? Vâng. Thế về phía con dâu thì các bác có hay trò chuyện với cháu không? Có tôi riêng được. tôi bảo các con tôi này này, các con này bố chỉ có hai đứa con, một đứa con gái và một đứa con trai. Vâng. Thì một đứa con dâu và một đứa con rể. Bố coi các con như nhau. Vâng. Ngay bây giờ đứa con dâu tôi nó cũng vẫn về nó thăm coi là tôi cứ coi là bố con dâu nó vẫn về thăm con nó. Vâng. Tôi vẫn tình cảm bố con, vẫn bảo nay nay con ăn gì bố mua. Bây giờ tôi có nên để tư vấn cho con tôi nó quay trở về, có đứa con dâu quay trở về hay không? Đấy, mà cái đứa con dâu này thì tôi không dám hỏi, mà con trai tôi nó khẳng định như thế. Mà bây giờ tôi lăng tăng với ông bà thông gia, trong khi ông vẫn điện ra, ông vẫn nói chuyện bình thường, anh em vẫn nói chuyện bình thường. Đấy. Cái nguyện vọng rất lớn lao của bác là bác không muốn con mình ly hôn. Thế thì mình lấy cái đấy như là cái mục tiêu cơ bản. Vì vậy cho nên mình sẽ làm tất cả những cái việc gì mà để có thể đi đến được. Nhưng tất nhiên trên một cái nguyên tắc là mình không áp đặt được, bởi vì hạnh phúc của các cháu thì các cháu nó sẽ quyết định. Nhưng mà nhỏ to tâm sự thì trong trường hợp này, ví dụ bác không nói chuyện được với con dâu nhiều vì mình là đàn ông, cháu nó là con gái, thì bác gái sẽ là người mà trò chuyện với cháu nhiều để mà biết rằng là thật sự cái mong muốn của cháu nó ra làm sao. Thế rồi về phía bác là người đàn ông thì bác lại nói chuyện với con trai của bác nhiều hơn, phân tích hay là lắng nghe ý kiến của con trai mình để biết được là cụ thể ra làm sao. Rồi đồng thời bác cũng nói cái nguyện vọng của mình là làm sao mà để cho con nó không phải là có bố thì không có mẹ, hoặc là có mẹ thì không có bố. Tức là mình làm tất cả những cái điều mà mình có thể làm được, chứ còn mình cũng không nên e ngại cái gì cả, bởi vì đây mình đang cố gắng cho một cái mục tiêu tốt đẹp mà bác. Tôi đã bảo này này, các con nên nhớ này nhá, bây giờ nó có bố thì lại không có mẹ, nó có mẹ không có bố, bây giờ con chúng mày đẻ ra chúng mày mất cho chúng ta nuôi, bây giờ nó ngẩng lên thì không thấy gì cả, bố không có mẹ không thì sau này nó hết đời nó, thì bây giờ sau này nó là nếu tao vợ chồng tao nuôi nó thành người thì làm đấy tốt, mà sau này nó mất hết thì chúng mày phải chịu, sau đó chúng mày mang tên tuổi đấy, tôi đe dọa đến như thế mà chúng nó còn vẫn cứ như không ấy. À thế này là... bác ạ, ở đây nó có hai vấn đề, nó bác phải tách ra. Bởi vì sao? Bởi vì nếu như cứ bình thường thì rất nhiều gia đình là các anh các chị do rất bận rộn công việc, thậm chí là đi nước ngoài thì cũng để con cho ông bà nuôi. Nhưng mà trong cái trường hợp ấy thì lại là việc khác. Vì thế trong trường hợp này bác có thể trao đổi kỹ lại với cả con trai và con dâu bác, để anh chị thấy được cái việc là nếu ví dụ các bác cảm thấy là sức khỏe của mình nó đã không còn được như trước, thì bác cũng phải trò chuyện để cả hai người thấy được cái trách nhiệm là phải nuôi con, chứ không phải là cứ phóng sinh cho ông bà, kể cả trong trường hợp mà sống với nhau hay là ly dị. Nếu như muốn nuôi con thì việc hợp lý hóa gia đình như nào, tôi đương nói chuyện là nếu không ly dị đấy, thế còn nếu như vẫn quyết định là ly dị thì cũng lại phải bàn đến chuyện là ai sẽ là người nuôi con, bởi vì mình nên bàn đến việc là các cháu xem xét lại xem có nên ở lại với nhau không, thành một việc A, và việc là các cháu sẽ nuôi con do ông bà không còn khỏe nữa là một việc B. Hai việc này phải tư duy nó tách rời nhau ra thì nó mới có thể giải quyết vấn đề được bác ạ. Nhá. Chứ còn nếu mà bác cứ gộp hai việc vào với nhau thì ngay lập tức là nó sẽ rất là khó. Khi mà đặt vấn đề ra là các cháu nó suy nghĩ nó cũng không thể suy nghĩ nó rạch ròi được.
Vì thế thì tôi đề nghị với bác là bác nên tách hai vấn đề và trao đổi với các cháu thành hai vấn đề riêng rẽ. Thế và nếu như đến một cái mức mà các cháu nói là dứt khoát là chúng con không ở với nhau được đâu, thôi con xin lỗi bố mẹ rồi vân vân gì đó, thì đến bây giờ mình mới lại phải làm bước thứ hai là vậy thì phải xem xét lại quyền nuôi con. Không, đầu tiên là phải xem xét lại cái vấn đề quyền nuôi con, bởi vì rằng là liệu một người bố mà không thể gửi ông bà được có được quyền nuôi con không, và trong trường hợp với người mẹ có trách nhiệm nuôi không, và thì bác phải bàn với các cháu một cách nó rất là rõ ràng như thế nhé. Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia tâm lý học Nguyễn Thị Mùi ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình, và chúng tôi cũng xin gửi lời chúc gia đình của thính giả sẽ bình an. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Lạng Sơn. Alo, xin chào thính giả của điện từ Lạng Sơn. Vâng ạ, alo, em chào chương trình ạ. Vâng, tôi xin nghe đây ạ. Anh ấy hỏi tiền em đi mua đồ, em bảo là tiền trong ví đấy, anh lấy bao nhiêu thì lấy. Vâng. Thế là hai vợ chồng cận nhau đến bây giờ, được thừa nhau ạ. À thế ạ, cái sự việc đó diễn ra lâu chưa hả bạn? Được một tháng rồi ạ. Được một tháng rồi, dẫn nhau không nói chuyện với nhau. Vâng. À thế ạ, vâng, đúng là chuyện bé xé ra to thật đúng không ạ? Dạ. Vâng. À, chị Nguyễn Tiểu Mùi ạ, chuyên gia tư vấn của chương trình. Và chị chào em. Vâng, em chào chị. Khi mà chồng nói là đi mua và mình nói là tiền ở trong ví đấy, thì sau đó thì chồng có nói gì không? Hay là chồng cũng vẫn lấy tiền, vẫn đi mua hàng hả em? Chồng lấy hết và đi, không nói gì ạ. Lấy hết và đi? Dạ. Không nói gì cả. Cái số tiền nó có nhiều không? Tầm 8 triệu nè. Thế thì cũng là một số lớn. Và cái lúc mà anh ấy nói là anh ấy dùng cái tiền đấy thì là để mua cái gì nhỉ em nhỉ? Mua các thứ linh tinh ạ. Em ấy không đồng ý cho nên em mới bực lắm. Em mới bảo là ở trong đấy, trong ví đấy. Thế anh ấy cầm đi hết ạ. Như thế thì nếu lúc đầu mà nói rằng là anh đi mua cái A cái B mà mình bảo là tiền ở trong ví đấy thì anh cứ lấy mà đi mua thì đúng là nó rất là nhẹ, nhưng mà khi nghe em nói chuyện thì nó cũng đã bắt đầu có một cái sắc thái nó hơi khác một chút rồi. Ở đây là khi anh ấy nói anh đi mua là em không đồng ý. Em không đồng ý, nhưng mà cuối cùng thì em lại nói là tiền ở trong ví đấy thì anh cứ lấy. Như vậy có nghĩa là mặc dù mình không đồng ý nhưng mà mình lại để ngỏ một cái khả năng là người ta hoàn toàn có thể là lấy tiền. Và chính cái việc mà anh ấy cầm tất cái số tiền đấy thì khiến cho em rất là giận. Vâng. Anh ấy đi và sau đó về, anh ấy vẫn về nhà bình thường chứ? Vâng ạ. Và em giận cho nên em không nói gì với anh ấy cả. Vâng. Tức là cái việc mà không nói gì là xuất phát từ ở mình. Vâng. Và anh ấy thấy thế thì anh ấy lại cũng giận luôn. Và đến bây giờ thì mình cảm thấy là tình hình gay quá mất rồi. Vâng. Thế có định làm lành không? Em quyết định là lần này không làm trước, tại vì lần nào em cũng là người làm lành. Tức là cũng đã từng có những lần giận nhau. Vâng. Thế và em thì thường là người làm lành trước. Vâng. Và đến lần này thì em quyết định không làm lành nữa. Vâng. Em đánh giá cái khả năng mà em không làm lành nhưng mà mọi chuyện thì nó lại vẫn êm ả là không ạ, cứ đi đâu ấy thì hỏi không thưa không rằng, cứ như là không có chuyện gì với nhau ấy. Thực ra thì đúng là mới đầu nghe thì nó hết sức là nhỏ em ạ, nhưng mà nói chuyện với nhau thì cũng lại thấy là thực tế hai vợ chồng cũng có những lúc không đồng thuận nhau, và có vẻ như là mình cũng hay đưa ra những cái quyết định nào đó mà khiến cho hai bên đi đến một cái không hài lòng, hay nói là giận nhau. Thế rồi cuối cùng thì mình lại làm lành. Và cái điều đấy hình như là dẫn đến việc người chồng hiểu là như thế là cô ấy sai, bởi vì bao giờ cô cũng phải làm lành mà. Vâng. Nếu đã dẫn đến một cái suy nghĩ như thế rồi thì cái lần này mà mình không nói gì thì cũng như em nói là ước lượng cái khả năng mà người chồng người ta có thể xin lỗi mình là rất nhỏ.
Ừ. À, vậy nếu như mà cứ để cái thời gian nó dài quá ở trong một nhà mà vợ chồng cứ giận nhau lâu, nó cũng không tốt em ạ. Vâng. Ừ. Mà cách đây một tháng anh ấy còn đánh em nữa. À, cách đây một tháng lại còn đánh nữa. Đây là lần đánh đầu tiên hay là lần thứ mấy rồi? Đầu tiên ạ. À, lần đánh đầu tiên. Nó xuất phát từ cái gì mà chồng lại đánh mình? Cũng không có gì, chỉ là bảo nhau đi làm thôi. Ừ, chỉ bảo nhau đi làm thôi. Thế mình nói câu gì hay mình làm gì hay như thế nào mà lại nỡ đánh mình như thế? Không nói câu gì mà chỉ em nói kiểu như em hay khóc đi. À, em lại anh ấy bảo bắt không được khóc thì em lôi ra đánh. À, thế hả? Ừ. Thực ra thì thời gian ở một cái cuộc tư vấn trên đài thế này nó không nhiều em ạ. À, thế cho nên là cũng rất khó để mình có thể nói với nhau nó ngọn nguồn được rất rất nhiều việc. Tuy nhiên thì chị thấy là trong cái cuộc sống vợ chồng đấy, chị nghe giọng em thì cũng rất là trẻ phải không? Vâng. Em 30 ạ. Thế cũng không phải trẻ lắm nữa đâu nhá. Tuy nhiên là giọng lại rất là trẻ. Thì chị thấy là đôi khi nó sẽ có những cái việc mà mình không hài lòng nhau, chứ không phải lúc nào cũng hài lòng nhau cả. Thế nhưng mà cái việc mà giận nhau và nhất là cứ giận nhau lâu ấy thì lại không tốt. Thế bây giờ phải làm thế nào hả chị? Thế cho nên chị thì chị thấy là trước khi mình đưa ra một cái quyết định nào đó thì mình phải rất là cân nhắc. Ví dụ như trong trường hợp này em bảo đấy, anh tiền trong ví đấy, anh cứ lấy đi. Thì ha, một cái nghĩa là anh ta hoàn toàn có thể nói rằng là đã bảo thế thì anh ta cứ lấy. Phải không em? Vâng. Thế nhưng mà nếu ví dụ như cùng nhau ngồi lại để bàn bạc xem là cho nó thấu đáo đi, để đi đến một cái quyết định là em cũng nghe ra là đây là việc cần tiêu, thì em sẽ nói là có thể sẽ tiêu, thế nhưng mình tiêu ở mức bao nhiêu. Tức là nó có một sự đồng thuận của hai vợ chồng ấy em ạ. Bởi vì cái cách mà em nói là em lại mong muốn là tôi nói như thế nhưng anh phải hiểu theo cái nghĩa ngược lại, thì điều đấy nó nhiều khi nó sẽ rất là khó. Thế còn thực sự mà em đánh giá cái khả năng anh ấy làm lành nó không nhiều mà, thì có thể là mình cũng lại nên chủ động trò chuyện đi nhá. Bởi vì là nếu vợ chồng mà cứ giận nhau lâu thì cái không khí trong nhà nó sẽ rất là bất ổn. Mà cái không khí nó nặng nề như thế thì nhiều khi chỉ có một cái việc rất nhỏ nó cũng làm cho cái cảm xúc của mình nó bùng phát lên, và sẽ có những cái lời lẽ qua lại với nhau nó rất là nóng giận, nó không giữ ý giữ tứ gì được nữa, và khi đó có thể nó sẽ đẩy thành những cái cơn giận rất là to. Và với một cái người chồng mà lại không biết kiềm chế, mà chỉ có em hay khóc mà anh ấy đã đánh, chị phải nói ngay là chị không đồng ý với việc người chồng đánh vợ một chút nào, không đồng ý một chút nào. Nhưng trong trường hợp này mình làm cách nào đó để làm dịu cái sự nóng giận của người ta, để đến lúc mà người ta nguôi ấy, mình có thể trò chuyện với người ta, thì tốt hơn là vào cái lúc người ta đang nóng giận mà mình lại có thể đẩy cái cơn nóng giận nó cao lên em nhé. Vâng. Thế thì mình nhẹ nhàng mình có thể nói để chồng hiểu được là cái số tiền đấy nó cũng rất là lớn đối với gia đình. Nói nó có thể vui vẻ một chút ý, để anh ấy hiểu rằng là khi mà tiêu pha thì vợ chồng cũng nên bàn soạn và đi đến thống nhất với nhau hơn em nhé. Vâng ạ. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được cách ứng xử trong từng lĩnh vực của cuộc sống gia đình. Và cũng hy vọng rằng những cái gỡ rối của chị Nguyễn Thị Mùi cũng sẽ giúp bạn bình yên hơn trong cuộc sống ạ. Cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Xin được cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi.